Dạ thưa đại chúng, Pháp Hòa rời Việt Nam tháng 1 năm 1986. Khi Pháp Hòa đến Canada thì khoảng chừng một tuần lễ sau là chúng ta đón Tết Bính Dần, vì lúc đó còn nằm trong Ất Sửu 85, đầu năm 86 mà. Thì Pháp Hòa nhớ rất rõ là Pháp Hòa rời Việt Nam ngày 22 tháng 1 năm 1986. Và khi đến Canada thì một tuần, khoảng tuần sau thì lúc đó đưa ông Táo về trời rồi. Rồi sau đó thì đến bắt đầu đón Tết năm Bính Dần 86. Từ năm 86 cho đến bây giờ, tức là khoảng 38 năm, Pháp Hòa đi xuất gia năm 15 tuổi, tức là 1990. Và kể từ đó cũng được gặp rất nhiều những Phật tử sang Canada thăm, đi thăm người thân, rồi sẵn ghé lễ chùa. Nói chung là được gặp nhưng mà lai rai. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp một hội chúng Phật tử từ Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam. Và hôm nay là lần đầu tiên được diện kiến đông đảo như thế này. Và trong những ngày qua, Pháp Hòa có rất nhiều cảm xúc. Pháp Hòa nhớ là có một lần đi Phật sự, thì bữa đó đã bay nửa đêm, bay vào giấc khuya. Thì lúc đang chờ máy bay thì ngồi nhẩm lại, thì lúc đó mình đã rời Việt Nam được 30 năm. Thì đời người bây giờ là 60 năm. 30 tuổi thì mình đã ở nước ngoài, mà tính lại là ở nước ngoài 30 năm. Thì ngay lúc đó Pháp Hòa có cảm xúc và Pháp Hòa làm một bài thơ dài, nhưng mà Pháp Hòa nhớ chỉ bốn câu đầu. Đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương. Đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương. Vẫn nhớ con đường, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cả đồng quê, nhớ phố phường. Bài thơ dài nhưng mà nhớ có bốn câu đầu. Thì sở dĩ không chưa về là bởi vì công việc ngoài này nó quá nhiều. Trên vai Pháp Hòa bây giờ rất nhiều việc, rất nhiều trọng trách, rất nhiều cái Phật sự để phải chăm sóc. Cho nên mình dành những cái thời gian mình có được để lo Phật sự ở bên ngoài. Vì có về thì cũng là thăm, chứ cũng chưa có không cần thiết mình phải làm những Phật sự nào khác. Cho nên hôm nay Pháp Hòa rất biết ơn đại chúng đã sang tận bên này để cho Pháp Hòa được thăm quý vị. Thật ra thì không phải quý vị đến đây để nghe Pháp, vì nếu mình nghe Pháp thì ở đâu mà chẳng nghe được. Còn nếu mà nghe Pháp hôm nay mà thành đạo thì cũng nên đi. Nhưng mà thật sự ra đúng nghĩa hơn, Pháp Hòa biết trong lòng đại chúng cũng như Pháp Hòa không phải đến đây để gọi là một hoằng pháp lợi sinh gì lớn lao. Quý vị cũng không phải đến đây để vì nghe một bài pháp đặc biệt gì, mà thật sự rằng chúng ta qua đây để thăm nhau. Quý vị đến thăm Pháp Hòa cho thỏa cái lòng thương nhớ. Pháp Hòa cũng được gặp quý vị để thỏa lòng nhớ thương.
thì người tạo điều kiện cho mình được gặp nhau để thỏa đôi lòng đó là thầy Minh Phú. Thầy cũng thật sự mà nói thì trong những ngày qua thầy và ban hậu cần, những đệ tử của thầy rất vất vả, phải lo toan đủ thứ khi tổ chức một sự kiện không phải ở tại quê nhà, không phải đất của mình, không phải chỗ của mình, cho nên thiếu thốn đủ thứ. Cho nên ấy mà quý vị còn biết là quý vị phải chở bao nhiêu thứ sang tận bên này, rồi qua đây thiếu cái gì thì đi sắm cái đó, đại khái là vậy. Mà để Pháp Hòa nó thôi làm đơn giản, nhưng các vị đâu có chịu. Tội nghiệp mấy em cắm hoa suốt hai lần, một lần ở trên cái khóa tu, rồi một lần ở đây. Dù chỉ một buổi như thế này, nhưng các em đã để tâm các em vào đó. Khuya hôm qua Pháp Hòa xuống thăm, thấy cũng còn đang làm. Pháp Hòa nói sao không làm đơn giản, mấy em nói lâu lâu thầy mới về, chúng con muốn làm tất cả những gì mà chúng con gói ghém. Thật ra thì Pháp Hòa cũng được cái phước, cái duyên, dù Phật sự ở hải ngoại thì các Phật tử cũng rất thương và rất lo. Nhưng đặc biệt lần này là mình, tất cả quý vị đang ngồi đây phần lớn đều từ đất nước Việt Nam sang hết, phần lớn là vậy. Mà hôm nay á, là quý vị biết nếu mà còn đủ á, là vài trăm người đã. Hôm qua Pháp Hòa năn nỉ nó thôi, mấy ngày nay gặp Pháp Hòa rồi, thôi sáng nay đi chơi đi. Đi chơi để nhường chỗ. Cho nên là mới có được cái cơ hội vậy. Sáng nay là Hòa Thượng Tội Nghiệp, Hòa Thượng trụ trì chùa Giác Nguyên, sư bà trụ trì chùa Phước Viên, hai vị dẫn một đoàn mấy trăm người đi tham quan các chùa, để mà nhường cái sinh hoạt sáng nay cho tất cả quý vị tới tối hôm qua hoặc là một ngày trước đó. Nói chung là mấy ngày trước chưa có dự. Thì hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị, và lời đầu tiên là xin kính chào và hỏi thăm tất cả sức khỏe của đại chúng. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, nếu mà một hai ngày nữa đó mà quý vị đi tham quan vòng vòng thì thế nào anh hướng dẫn viên ảnh cũng sẽ chia sẻ về những cái văn hóa của Thái Lan. Thì đó là cái nguyên tắc của những người hướng dẫn viên. Mình đến thăm đất nước nào thì bổn phận người ta phải giới thiệu tất cả những cái gì của đất nước đó, văn hóa, đời sống. Thì khi một hôm trên cách đây mấy ngày trên xe thì anh hướng dẫn viên có nói về đất nước Thái Lan, thì trong đó anh có nói ba điều. Anh nói rằng ở đây người Thái Lan dạy con cái họ khi lớn lên có ba việc. Một là phòng bệnh trước khi chữa bệnh. Hai là làm phước trước khi làm giàu. Ba là đi tu để trả hiếu cho cha mẹ. Đó là cái đạo đức mà của đất nước này đã hướng dẫn cho con cái họ khi bắt đầu lớn lên, trưởng thành và đi vào cuộc sống. Pháp Hòa nghe nói tới đó thì mình thấy hay quá. Bởi vì nếu mà một đất nước chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà chưa có được một cái nền tảng đạo đức căn bản để dạy cho con người thì cũng là một cái điều chưa trọn vẹn. Mà đất nước này chúng ta được biết là đất nước của Phật giáo, một vương quốc Phật giáo. Phần lớn người dân ở đây là theo Phật giáo, và chính quyền cũng là Phật giáo. Cho nên cái điều căn bản đầu tiên họ hướng dẫn cho người dân là đạo đức. Cũng giống như bên Tích Lan, bên Tích Lan là người cư sĩ tại gia, không cần biết, đó là một, theo cái luật là người dân trong đất nước Thái Lan, đất nước Tích Lan không được săn bắn vô cớ, không được đi câu cá,
không được đi bắn chim, nói chung là không được sát sinh. Và những người nào mà đã đánh cá đánh tôm để mà buôn cung cấp thực phẩm cho toàn quốc, họ chỉ được một số công ty nào được nhà chính quyền cấp giấy phép, còn không thì người dân bình thường không được sát sinh. Và cứ mỗi góc đường là có một cây bồ đề, một tượng Phật. Ai đi hành hương tích lan thì bước vô cái phi trường, đầu tiên nhất chưa gặp hải quan là quý vị sẽ gặp tượng Phật, gặp tượng của Đức Phật ngồi rất trang nghiêm ở đó. Cho nên khi Pháp Hòa nghe như vậy, Pháp Hòa tâm đắc và thấy rằng những lời dạy đó nó rất tương đồng với lời Phật dạy. Đức Phật có dạy chúng ta rằng chúng ta chưa là người chứng thánh thì chúng ta chớ vội tin tâm mình, vì cái tâm của mình nó thường biến động. Cho nên việc đầu tiên để bảo đảm được an toàn hạnh phúc cho cá nhân mình, cho gia đình mình, thì chúng ta phải nên thúc liệm thân tâm. Tại vì con người mình giống như cái cây vậy đó, nếu mà nó mọc tươi tốt mà nó không có cái gì để nó cắt xén, nó tỉa gọt, thì cái cây nó mọc tùm, không có trật tự. Thường thường quý vị thấy cây nào mà đẹp là do người ta có sự chăm sóc, phải không? Thì con người mình cũng vậy, nếu mình có sự chăm sóc thì ít mình. Giống như một người ăn uống có điều độ, ngủ nghỉ có điều độ thì người đó sẽ ít bệnh hơn. Và nếu người đó mà ăn uống mà chẳng những điều độ mà ăn cẩn thận, ăn kỹ lưỡng nữa, thì người đó lại càng ít bệnh hơn. Rồi người đó sống mà biết tuổi tác của mình, biết sức khỏe của mình, để mình gia giảm những thực phẩm trong khi ăn uống đời sống, thì lại càng có sức khỏe hơn. Giống như Hòa Thượng Giác Nguyên mấy ngày nay được hầu cận Hòa Thượng, thì mình thấy Hòa Thượng rất là điều độ, ăn uống rất còn khỏe, tinh thần rất lạc quan, nhẹ nhàng. Và ngày nào Hòa Thượng cũng có giờ để ngồi thiền. Thành thử ra Hòa Thượng điều độ được đời sống ăn uống cũng như tu tập. Cho nên ở cái tuổi gần 80 nhưng Ngài vẫn khỏe, ăn ngon ngủ yên. Hồi sáng qua còn chồng Pháp Hòa nói Hòa Thượng giờ tới hai đạo, đạo Phật, đạo tiên. Ở sao đạo tiên? Người Việt Nam mình hay nói sao? Ăn được, ngủ được là tiên. Mà bây giờ Hòa Thượng là ba thứ nữa: ăn được, ngủ được mà bay hoài hoài được. Cho nên Hòa Thượng tu tiên, ăn được, ngủ được, bay được là tiên. Cho nên riêng đối với người đệ tử Phật thì Đức Phật dạy chúng ta thúc liệm. Ví dụ như quý thầy một khi đi phát nguyện, đi xuất gia thì tự nhiên có cái tướng để thúc liệm mình. Đó là cái tướng đầu tròn áo vuông. Để chi? Để mình thúc liễm mình trong cái khuôn khổ phạm hạnh của người xuất gia. Mặc dù mình biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì mỗi thời kinh là một giờ đó, cái giờ phút đó thúc liễm mình được một tiếng đồng hồ để tịnh ba nghiệp. Và nếu mình tụng kinh bằng một cách tha thiết thì lời kinh đó trở nên pháp bảo đi vào trong tâm thức của mình, nuôi dưỡng đời sống. Quý vị cứ nghĩ nếu một ngày, nếu mỗi ngày chúng ta rong ruổi, chúng ta không có tiếp xúc được những cái gì lành thiện, thì chừng tuần hai tuần thôi mình sẽ ra sao. Đó, bây giờ mình cứ nhìn một người mà tối ngày cứ tiếp xúc những cái điều gọi là không có lành mạnh, thì lâu ngày mình sẽ thuần thục cho đó. Tại vì mình hun tức là mình thu gom thấm nhuần mỗi ngày. Cho mình, nếu mình thấm nhuần được cái người nhẹ nhàng, lâu ngày mình cũng trở nên nhẹ nhàng. Mà nếu mình thu hun gần gũi những người mà người ta nói năng không có được chỉnh đốn, thì lâu ngày mình, không phải mình muốn, nhưng mà xưa giờ ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến, thế mình gần cái xấu thì cái xấu nó lây vào. Gần gũi hơn nữa, người Việt mình nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên cái sự thúc liệm để làm gì? Để phòng bệnh,
mà đợi tới chữa bệnh đó thì làm sao? Thí dụ như nói một lần mình hút thuốc đâu có nghiện được, hút lâu nó mới nghiện, mà nghiện rồi muốn bỏ dễ hay không? Khó vô cùng. Đó là một thứ thôi, chứ chưa nói những thứ khác. Vì vậy cho nên tự mình phải biết mỗi người mình ở trong cái phạm vi nào để chúng ta thúc liễm đúng mức. Ví dụ người làm ăn hay người có danh vọng thì phải thúc liễm để bảo vệ được cái danh vị của mình. Thì người một người tu cũng phải bảo vệ cái con đường tu tập của mình. Ví dụ như một người xuất gia ở chùa thì ít mà ở ngoài đường thì nhiều thì cũng không được, tại vì đi ra ngoài đường là khi nào cần thiết thôi, chứ còn không cần thiết thì hỏi rảnh không, đi dạo phố. Nếu mà ở ngoài đời mình nghe đi dạo phố vậy á thì bình thường, mà một người xuất gia mà ăn rồi tới ngồi cứ rủ đi nhau đi dạo phố không phải vậy thì bắt đầu mình tu phố tu dạo chứ không phải là mình tu chùa. Chứ cái gì nó ở trong cái phạm vi nào thì nó thúc liễm mình cái đó. Cho nên người ta nói câu rất hay không? Phòng bệnh trước khi chữa bệnh. Mà cái điều đó rất đúng. Và họ cũng muốn dạy con cái họ như thế nào, sống một cuộc đời như thế nào để đừng có để đổ vỡ trước khi mà nó phải hối hận. Cách đây trước khi Pháp Hòa bay qua đây thì ở chùa Pháp Hòa có mấy chú tiểu, thì mấy chú mới ở chùa, mấy thầy có cái chén sái tịnh. Thường thường mỗi lần cần chuyện gì sái tịnh lấy đại cái chung múc miếng nước thì cầm cái bông rắc là được rồi. Nhưng mà gần đây ta còn làm theo cái chén cho nó trang nghiêm á mà, để cầm cái chén nó dành riêng cho cái việc làm phép sái tịnh thôi. Thầy biết ai cho chùa được cái chén sái tịnh đẹp lắm, quý lắm, bỏ vô cái túi vải cái cột đàng hoàng, rồi cất trong tủ, khi nào đi đám có chuyện gì quan trọng mới lấy ra xài. Đâu phải như Việt Nam muốn mua khó đâu, cho nên có một cái một cất kỹ lắm, sợ bể. Mấy ông cũng thấy thầy lâu lâu lấy ra rồi rắc rắc vậy đó. Cái bữa mà ông cũng lấy ra mà ông rắc. Mấy ông lấy ra mà ông cầm mà ông lắc sao, cái ông này rượt ông kia rượt ông nọ, giành nhau mà rắc đó, bể cái chén nó tiêu, rớt cái chén bể. Bể xong rồi thì một sư huynh lớn biết được, kêu lại rầy. Rầy xong rồi là cử một đại diện lên sám hối. Thì xong cái Pháp Hòa mới nói lên, nó thưa Pháp Hòa nó, ủa sao hậu không kêu hết mấy đứa lên? Kêu hết mấy đứa lên không phải là vì Pháp Hòa muốn sám hối tập thể để mình lấy oai, nhưng mà sám sửa sẽ có lời dạy, cho nên một người nghe không bằng nhiều người nghe. Cho nên Pháp Hòa kêu hết lên để làm gì? Kêu hết lên để nói, để nghe cùng một lúc. Thì Pháp Hòa mới nói, hôm nay mấy đứa làm bể cái chén, đó là cái chén quý. Bây giờ con nghĩ đi, cái chén đó bây giờ khó tìm lắm. Mình làm xong rồi mình nói một lời xin lỗi là coi như mình xong chuyện. Nhưng mà sự thật thì không thể có một cái chén lành lặn trở lại. Pháp Hòa tưởng là còn dán đồ lại được để xài đỡ phải không? Hỏi thầy kia, hỏi còn dán được không con? Nói dạ nó nát bét hết rồi. Thì Pháp Hòa mới nói trong cuộc đời này á, con phải nhớ là có những việc không phải con làm xong rồi con xin lỗi là xong. Tại có những việc con xin lỗi rồi nhưng mà cái khổ đau, cái hệ lụy nó còn đó, nó còn lắm, nhiều lắm chứ không phải không. Hôm nay chỉ là cái chén thôi, là một cái của vật chất thôi. Nhưng nếu cuộc đời của các con mà không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm việc gì, một tiếng xin lỗi nó không có đủ. Một người thân của mình mà mình làm một cái điều gì tác hại đến họ, khổ đau đến họ, không phải một lời xin lỗi là xong đâu. Đa số mình nói riết cái lời xin lỗi đó, cái tự nhiên nó hết chân thành, mà nó chỉ là một lời nói cho xong việc. Không biết đại chúng có cảm nhận điều đó thỉnh thoảng ở những người thân mình, những người quen mình. Giống như con mình, cứ con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa. Hồi nhỏ mỗi lần bị đòn là cái câu đó thường lắm. Mỗi lần mà kêu cúi xuống mà bị đòn mà quất xong rồi mà
mà đau quá mà ngồi dậy là thế nào cũng vậy. Con xin lỗi mẹ, mai mốt có khi nó xin lỗi không thôi, xin lỗi xong cái mẹ con nói còn gì nữa, nó dạ mai mốt con không dám nữa. Có ai nói câu đó? Mấy câu đó mà nói thường lắm. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái bệnh đó, đi vô lớp học đó, là ngồi cứ mơ tưởng đi về chùa, không có ham học, cứ ngồi học là lấy có vậy thôi, chứ còn không có tha thiết gì ngồi trong trường hết, cứ trông cho tới giờ để đi về chùa. Mà những cái bài tập học thuộc lòng mà cô giáo mà đưa là không có muốn học, mà cứ để cuốn tập học kế bên thì đem cái cuốn kinh cuốn sách gì để kế bên, rồi cho nên cuối cùng là chỉ thích học kinh. Và mỗi lần một cô giáo mà kêu lên tên lên mà trả bài á là tự biết thân lắm, leo nằm sẵn vậy đó. Còn thôi xè tay sẵn vậy đó. À, rồi cô quất hồi nhỏ có bà đi học là không biết bây giờ còn cái chuyện đó không, nhưng mà hồi nhỏ bà nhớ là bị đánh tay, bị đeo lên bàn đánh, cứ kêu tới tên là tự động, tới giờ học thuộc lòng là kêu tới tên là khỏi cần nói gì hết, cứ leo bàn nằm. Rồi cô muốn phạt mấy cây đó cô phạt. Thì Pháp Hòa có nói vậy. Cho nên thường thường ở chùa có điều gì Pháp Hòa muốn nói, dù cái chuyện đó là đương sự là thầy đó, nhưng Pháp Hòa nghĩ lời nói này nếu được các đệ tử mà nghe chung thì sẽ lợi lạc chung. Cho nên Pháp Hòa hãy chờ một bữa ăn đông đủ, rồi có một cái khơi một câu chuyện gì nhẹ nhàng, rồi mới đi vào cái lời nói đó. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú tiểu, đây chỉ là một cái ví dụ thôi, mà sợ mấy chú không hiểu được hết cái ý tiếng Việt của mình, rồi bắt đầu nói pha chút tiếng Anh, chút tiếng Việt để chắc chắn rằng các chú hiểu điều mình nói. Xong rồi còn nói với thầy kia, con phải chắc chắn mấy em nó hiểu điều thầy nói, nếu không hiểu con phải nói là tiếng Anh. Ở đây thì nó đồng với lời Phật dạy. Và để cho chúng ta tu tập là để làm gì? Tu tập là để chúng ta khai triển cái tâm tư và tập nhìn, tập hiểu thật sâu. Cái câu đó là mình hay tụng đó. Tập nhìn, tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp. Tự tánh của nó là gì? Tự tánh của nó là biến đổi, là vô thường. Tự tánh của nó đều luôn luôn vắng lặng. Thí dụ mỗi cái nó có tự tánh, nhưng mà nếu như mình không thấy được rõ đó, ví dụ như người đó tu cỡ nào tu, nhưng thủy chung người ta cũng còn phàm phu, cho nên người ta có thể còn giận, người ta còn có thể buồn mình. Dù người đó tu tu thật là miên mật, nhưng mà mình hành sắp người ta hoài, lâu ngày người ta cũng có cái buồn. Vợ mình mà thương mình cỡ nào đi nữa, mà cái cách hành xử của mình quá đáng, lâu ngày thì người đó cũng sẽ khổ đau. Mà vì người Việt Nam mình, người phụ nữ Việt Nam hay người nói chung, nhất là các bà mẹ, có được một cái đức tánh gì? Nhẫn nại. Các vị có một đức tánh nhẫn nại rất cao, chịu lớp nào con mình, lớp nào chồng mình, cha chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, vân vân. Bây giờ nhìn lại thì mình thấy rằng mẹ mình là một người mẹ rất vĩ đại. Cái đức nhẫn nhục của người mẹ mình rất lớn. Cho nên nhiều khi các thầy nói đi tu có đại nhẫn nhục chứ chưa chắc có đủ cái sức nhẫn như người mẹ. Thì người mẹ đâu phải chỉ nhẫn chồng mình không, rồi nhẫn con cái khi nó lớn lên, rồi nhẫn gia đình chồng, nhẫn bản thân gia đình ruột thịt của mình. Cho nên tại sao vậy? Tại vì các vị đó muốn, không muốn để tới cái bệnh rồi chúng ta chữa, mà chúng ta luôn luôn làm sao để chúng ta có được cái sự phòng ngừa cái bệnh. Mà để đó khi mà nó hư hao rồi mà mình muốn sửa đổi là rất khó. Cho nên đó, người ta hay nói các em nhỏ khi đi học đó, viết thì viết chì. Người lớn lớn lên đâu có xài viết chì nữa. Người lớn lên xài viết gì? Xài viết mực. Vì viết chì cho nên nó sai, gom được, bôi được. Nhưng mà người lớn mà cầm cái bút mực mà ký rồi, mà viết rồi á, sửa rất khó.
Cho nên đó, một đứa con nít nó làm sai, nó có thể xin lỗi, nó có cơ hội nó sửa sai. Và người lớn mà sai thì có thể khó. Cho nên có những sự việc trong cuộc sống này, chúng ta không cẩn thận để quyết định thì có thể chúng ta sẽ hối hận và không có cơ hội lần hai. Cho nên cái câu thứ nhất người ta dạy cho con cái là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đời của con phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu con hư, con tổn hại được cuộc đời con thì con không dễ gì có lại cái sức khỏe đó. Thì Pháp Hoa nói với mấy chú vậy đó. Cái chén này nó bể, mặc dù nó quý, nó bể là tiếc thật đó, nhưng mà cũng là cái chén. Nhưng mà con biết rằng nếu như trường hợp mà con xin lỗi rồi, giờ cái chén này đâu trở lại được. Thì cũng như thế, có những việc trong cuộc đời này chúng ta làm không phải xin lỗi rồi thì cuộc việc nó xong. Cho nên cẩn thận mình làm trước khi mình cứ phải nói riết cái lời xin lỗi. Mà nói riết đã thành giống như mình tụng chú vậy đó. Tụng thì thuộc lào, tụng rất là nhuần nhuyễn, nhưng mà mình không hiểu gì chứ. Vì vậy cho nên khi mình tụng trì thần chú, ngoài cái ý nghĩa ra chúng ta nên tìm hiểu bài chú đó nói cái gì. Hiểu được rồi thì chúng ta duyên với cái khi chúng ta tụng, thì nó làm cho cái lực tụng nó mạnh hơn. Điều thứ hai, ở trong kinh Sa Tam Tam Di Đề, Đức Phật có đưa ra bốn cái điều quan trọng. Trong đó là khái niệm về hạnh phúc. Trong đó có vấn đề gọi là hiện pháp lạc trú, mặc cảm và nương tựa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là người ta quan niệm hạnh phúc làm sao? Có người quan niệm hạnh phúc là phải có cái này, phải có cái kia. Nhưng nếu có những cái mà nó ngoài tầm tay mình mà muốn được quá thì chúng ta bất chấp. Có thể chúng ta làm những việc không đúng với cái đạo đức. Thì khi mà làm sai rồi, vì sao? Vì chúng ta bị năm thứ thế gian nó có thể lôi mình, đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Cái đó không có tội lỗi gì hết. Đó là cái chuyện nhu cầu con người. Ai cũng cần tiền, ai cũng cần đẹp, ai cũng cần ngủ, ai cũng cần ăn, ai cũng cần có cái danh. Nhưng nếu chúng ta không biết được lượng sức mình để ở cái danh vị của mình, có được cái danh của mình, có thể bất chấp để giữ danh và có thể bất chấp để kiếm lợi, mà khi cái lợi mà kiếm được càng nhiều thì cái đường sâu tội lỗi của mình nó lún, mà khi lên thì rất khó. Mà có những người vì tiền mà mất đi cái đạo. Đạo đây không phải đạo Phật, đạo Chúa gì, mà cái đạo đức. Vì cái danh vị của mình mà mình mất đi cái tư cách, cái đạo đức. Cho nên khi mà chúng ta thành bệnh rồi thì muốn chữa rất khó. Vì vậy mà cái câu đầu tiên là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Điều thứ hai, các vị học với nhau, các người cha mẹ dạy cho con cái họ làm phước trước khi làm giàu. Câu này hay không? Hồi nãy là cho tự thân mình, bây giờ đến để của cải thế gian. Nếu con lớn lên mà cái tâm con chỉ nghĩ tới làm giàu, con muốn được cái quả thôi, mà con quên tạo cái nhân. Người có phước mới được chứ, đâu phải ai có phước không có không đâu, đâu phải ai muốn cũng được. Cho nên có được cái phước báo, muốn được giàu có phải có phước. Nhưng mà phước nó có mấy loại lắm: phước trí, phước vật. Thế nào gọi là phước trí, thế nào gọi là phước vật? Phước vật là mình có được cái phước của cải thế gian. Thí dụ như bây giờ mình có tiền, có nhà, có cửa, có xe, vân vân, đời sống rất sung túc. Cái này là phước vật, phước của vật chất thế gian. Nhưng nếu chúng ta không có cái phước của trí tuệ thì chúng ta không biết sử dụng nó. Cũng giống như Pháp Hòa có phước được người ta tặng cái chuông này, chuông của Nhật, nhưng mà không biết sử dụng và không biết giá trị của nó, cho nên đã lãng quên nó, đã coi thường nó và đã làm mất đi cái giá trị mà cái phước lành mình có được tiếng cái chuông này. Thì trong cuộc đời này
Mình có được cái thân này là có phước, nhưng có trí để sử dụng cái thân này không? Người có trí thì ta sử dụng cái thân cho đến lúc tàn mòn vẫn có giá trị. Ở đây quý vị thắp đèn cầy á, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ở trong chùa đó, mỗi lần mà thắp đèn cầy cúng Phật á thì hiếm lắm. Cho nên khi mình thắp cái đèn cầy rồi cái sáp nó chảy á, thì bắt đầu mình mới mót cái đèn cầy nó lại, mình bẻ nhỏ 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 nhỏ, cái khi mà nó cháy sắp tàn cái mình nhỏ vô thêm. Có ai làm vậy không? Là hồi nhỏ Pháp Hòa chùa lâu hay làm vậy đó, cứ hẻ đèn cầy mà cái sáp nó rớ, cái mình bẻ nó ra cái đợi nó khô khô vậy đó, cái mình bẻ nhỏ nhỏ mình châm vô. Còn không á, là cái lúc mà nó còn đang nóng đang mềm á, mình bồi nó thêm để chi? Để không phí những cái sáp đã chảy ra. Và mình làm sao để khi nó cháy hết cái đèn đó, tất cả sáp mình có được mình sử dụng hết. Hồi nhỏ trong chùa thắp đèn cầy Pháp Hòa làm vậy. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói vấn đề mình làm sao mình biết trân quý những cái gì mình có. Ở chùa bên Canada, mỗi lần mà lễ lớn thì Phật tử đi chùa thắp nhang thoải mái, mình cho người ta tự do. Thắp xong rồi cái ta cắm vô đâu chừng vài phút cái mình rút ra bớt để chi? Để có trống chỗ để cho người ta thắp cái nhang mới. Thì nếu mà Pháp Hòa mà làm, cái hồi Pháp Hòa mà làm, thì Pháp Hòa lấy nhang đó ra, Pháp Hòa chỉ thấm một chút xíu ngay cái đầu ướt thôi để cho nó tắt cái nhang, để chứ Pháp Hòa không có nhúng trọn cây nhang vô nước. Quý vị biết để làm gì không? Để một lát nó khô rồi, Pháp Hòa phơi nó khô, cái Pháp Hòa lấy cái kéo á, Pháp Hòa cắt bỏ cái khúc đầu nó đã cháy, rồi lưu lại cái khúc sau đọt được thêm cây nhang nữa. Tại cây nhang nó dài lắm, mà nếu người ta thắp mới có một khúc và mình nhúng nó vô nước rồi thì cây nhang nó bỏ đi. Cho nên Pháp Hòa mới nhúng khúc ở khúc đầu thôi. Rồi Pháp Hòa mới để nó khô rồi, cái mai mốt mình cắt cái phần đầu đó mình bỏ, lưu cái phần sau xài được lần thứ hai. Ở đây mình nói như vậy để làm gì? Để mình biết rằng mình có phước mình được một cái vật nào đó. Nhưng nếu mình cái phước vật này nó sẽ ở với mình lâu hơn khi mình có được cái phước trí tuệ, để mình sử dụng những phước mình đang có. Vì vậy mà người xưa thường dạy mình: hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết thì nghèo đói. Vì vậy mà các cụ ngày xưa cũng dạy: tích cóc phòng cơ, giữ cái hạt giống lại, chén lúa gạo là để làm gì? Để phòng hờ những ngày mình đói. Tích cóc phòng cơ, tích y phòng hàn, giữ cái áo lại để bữa nào lạnh có. Đi đâu trời nóng cỡ nào phải thủ cáo. Để chi? Thời tiết thay đổi bất thường. Có đôi khi mình vô cái phòng đó, ta mở máy lạnh quá, chừng quá đất. Không lẽ vì một mình mà ta tắt? Thì thôi bây giờ mình phải làm sao? Mọi người thoải mái với cái máy lạnh thì một mình không chịu nổi, mình cũng có cái áo để mình tự bảo hộ lấy mình. Đó là cái cách sống. Mình không phải vì bắt mọi người phải theo mình, mà trong khi đó có mình không theo được người ta. Thế thì mỗi ngày chúng ta tự quy y tăng nó cũng hơi thiếu đó. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại là tất cả không ngại. Tất cả đều không trở ngại là tại sao? Tại vì mình biết đi với đại chúng. Cũng giống như đại chúng tất cả sáng hôm nay đi ăn sáng chung, con mình không ăn. Thì nếu mình không ăn là chuyện của mình, nhưng mà đừng bắt lát nữa cả đại chúng phải ngồi chờ mình ăn. Thà đứa ra một lần người ta có thể chịu, hai lần thì người ta có thể chiếu, ba lần là ta soi. Thà đứa ra mình nhớ là một lần thì người ta chịu mình, ta không nói gì hết. Nhưng mà mình tiếp tục, mình tiếp diễn cái điều đó là lần thứ hai là bắt đầu ta dòm ngó rồi đó, là chiếu rồi. Lần thứ ba là ta soi rồi đó, ta đi tới đâu ta cũng soi, để ý bà đó nghe, để ý cô kia. Cho một lần thì chiều, hai lần thì chiếu, mà ba lần là bị soi.
Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy chuyện đó. Nghĩ để làm gì? Không phải mình méo mó. Nghĩ để mình tìm cho mình một cách sống. Tu thiền là vậy thôi. Thiền đâu phải ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Thiền là mỗi ngày mình sống, mình vừa làm xong một điều gì, người ta suy nghĩ gì về mình chưa biết, nhưng mình có suy nghĩ gì về mình chưa? Cái đó quan trọng. Mình có hiểu gì về mình không? Trong khi đó người ta hiểu mình quá trời. Nói tới người, nói tới mình, ôi tôi hiểu bà đó, 6 câu vọng cổ. Hỏi chị sao vậy, em hát không câu nào nó ra cổ hết. Cho nên đó, có một ngày Pháp Hòa mới nói với quý vị, nếu mình tu làm sao, mình tu làm sao mà mỗi ngày mình quán chiếu và mình tìm được cái dở của mình là mình bắt đầu hay. Còn nếu mà mình chỉ thấy hay của mình không mà không thấy cái dở của mình á, cũng tốt. Nhưng mà cẩn thận, nếu chỉ thấy cái hay mà không có tu với cái hay này, không điều phục với cái hay này, thì có thể cái hay này nó sẽ làm mình tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào. Và lâu ngày mình đi tới tự tử. Tại vì mình cứ nghĩ mình là trên hết, mình là số 1 hết. Cho nên á, số 100, 100 mà trừ số 1 là còn gì? Còn không. Mình nghĩ 100 mà trừ 1 còn 99. Thật ra là 100. Mà nếu 100 là mình nghĩ mình 100% đó. Mà nếu lấy cái 1 đó ra là mình là gì? 2 con số 0. Thì mình tu tập như thế nào để mình thấy cái dở của mình? Thấy dở để mình sửa. Thấy dở để mình bắt đầu hay. Hay ở cái chỗ là mình thấy được cái dở của mình. Có nhiều khi mình nói, trời ơi tôi sướng lắm nha, tôi ngồi tôi ăn mọi người chờ á. Thì mình thấy mình sướng đó. Nhưng mà cái đó Phật gọi là gì biết không? Trước sướng sau khổ. Nếu cuộc sống của mình mà mình làm cái gì mình cũng thoải mái, nhẹ nhàng, mà mọi người phải chiều chuộng mình, thậm chí lỗ lã với mình, hy sinh với mình tự mãn với cái đó, và mình cứ theo cái đà đó mình sống đó, thì Phật dạy dạng này là trước sướng sau khổ. Còn những người mà người ta nhịn mình, người ta nhường mình, lúc nào người ta khiêm cung lễ độ với mình, thấy chừng như người đó là cái người lỗ lã, nhưng mà người đó là trước khổ sau vui. Tại vì sau một quá trình nhẫn nại, chịu đựng, người đó trở thành một pháp khí. Trở thành một pháp khí, trở thành một cái nhân vật mà nhiều người kính thương. Cho nên mình đứng ở trước mọi người, hay là trong cuộc sống của mình chỉ có 2-3 người với nhau, mà mình lúc nào cũng chiếm phần ưu, mọi người khác phải hy sinh nhường mình. Coi chừng, tại vì mình đang hưởng phước mà không có tạo phước. Quý vị làm ra tiền mà hưởng tiền, hưởng của mà không có biết bồi thêm thì lâu ngày nó cũng mòn chứ. Thì tiền xài mòn thì phước cũng mòn. Tiền xài kiểu đó mòn thì phước mình xài kiểu đó cũng mòn. Cho nên người khéo thì phải biết vừa xài phước vừa tích phước. Ví dụ như mình nói là hà tiện nè, rồi để dành nè, vân vân, thì phước của mình là như gọi xài tiền nè, phung phí tiền nè, rồi mình hao tiền, thì mình cũng vậy, hao phước nè, phí phước nè, tổn phước nè, mất phước nè, tích phước nè, gieo phước nè. Ở bên Nhật á, cái ghế công cộng trên xe ta để mấy cái hình một ông thầy, hình như Nhật Thái cũng có Nhật, một ông thầy nè, bà bầu nè, ông già. Nếu mình lỡ mình là một cái người khỏe mạnh đang ngồi cái ghế đó, mình thấy một cái cô có mang đứng lên đó không có chỗ ngồi,
mình nên đứng dậy nhường cái ghế đó cho cái cô có thai. Mình thấy một người già lớn tuổi lên chiếc xe bus đó, đứng dậy nhường cái đó. Thật ra người ta dạy mình làm gì? Người ta dạy mình bòn phước, gieo phước, tích phước. Mà người mà có phước á, thì giàu không có khó. Mà trước hết họ giàu gì? Trước hết giàu gì? Giàu đạo đức, giàu cách sống, giàu nhân phẩm. Thật ra có thể họ nghèo cái của cải, nhưng mà cái đạo đức họ không giàu, không nghèo. Họ giàu cái nhân cách, họ giàu cái tư cách, họ giàu cái nhân phẩm. Cho nên đối với đạo Phật, cái ngũ giới đó là nó đào tạo nhân cách của một con người, đạo đức của một con người. Vì vậy mà đất nước, những đất nước theo Phật giáo, người ta dạy người đệ tử không được sát sanh, không trộm cắp. Quý vị biết không, cách đây mấy ngày trong đoàn có một người cầm một cái túi tiền rất là lớn rồi bỏ quên trên một chiếc taxi. Một buổi sau cái vị đó mới phát hiện là mình mất cái túi tiền, mà túi tiền rất nhiều, trong đó có hộ chiếu, có mọi thứ. Trời ơi, họ quýnh quán, họ tìm mọi cách để họ đi tìm cái giỏ đó. Cuối cùng người ta mới nói, trời ơi thôi, lỡ tiền mất tôi cũng không có gì đi, mà giờ giấy tờ trong đó. Nhưng mà thưa đại chúng, cái giỏ đó ông taxi giữ, và ông tìm cách ông gửi lại cho mình. Người ta không có tham. Thậm chí nhiều người trong đó bỏ quên đủ thứ hết trơn, mà không có gì mất hết. Tại sao? Tại vì người ta ở đây Pháp Hòa đi, vừa rồi Pháp Hòa đi phát từ thiện trong và một cái, xin lỗi mình hay Pháp Hòa không biết cái từ đó, mới biết cách đây mấy ngày. Pháp Hòa thấy cái khu vực nhà nghèo đó và chỉ nói vậy thôi. Cái người nói, ô, dân đây kêu khu ổ chuột, cái đường rầy xa lửa vậy nè. Thì quý vị tưởng cái đường rầy xe lửa nó bao lớn. Vậy mà hai bên đường người ta vẫn che bạt mà sống. Thì quý vị tưởng tượng mỗi lần mà xe lửa nó chạy ngang thì bụi cỡ nào. Mà họ nói là dân ở đây rất là nghèo, nghèo dữ lắm, nhưng mà không có tham. Họ biết các người nào nghèo nằm bệnh chỗ, họ dẫn mình đến từng nhà luôn để mình chia sẻ. Mà chịu cực, chịu khó lắm nha. Dẫn đi tới nhà đó không có, dẫn rồi nghe người đó đang đi đâu đó, dẫn nhất định là dẫn mình đi tìm cho được cái người đó để chia sẻ cho người đó. Họ không có, họ không có nói ờ thôi đưa tôi để tôi phát, có làm gì cũng được. Nhưng mà họ muốn mình thấy và tận tay mình trao. Chứ cái người đó, người ta có cái đạo, mặc dù đời sống vật chất người ta nghèo, nhưng người ta đâu có nghèo gì, ta đâu nghèo cái đường tu tập. Có những ngày chủ nhật lễ ở bên Tích Lan, 5 giờ sáng thôi, tất cả con cái gia đình, cháu nội cháu ngoại gì mặc đồ trắng đi chùa. Trời, qua tới bển mình thấy 5 giờ sáng ngày rằm mấy cái ngày lễ ngóp chùa Phật tử không. Và những đứa con nít sáng là cầm hoa súng, đứa thì cầm chén sữa, nước gì đi cúng chùa. Ra cây bồ đề lễ, ra tháp lễ, đã từng Phật lễ, đi chùa một chung nhau. Và mỗi mở lớp Sunday, mấy anh hướng dẫn viên nói ở đây một cái chùa là một trường học. Thể sân chùa ở đâu là trường học ở đó. Rồi các sư là mỗi tháng được mời qua dạy các em đạo đức. Thật là người ta quan tâm cái đạo đức, cho người ta hướng dẫn cho học sinh, cho người dân của người ta từ nhỏ phải biết sống, chia sẻ. Đừng đặt cái chuyện làm giàu lên trên, mà phải dặn cái, đặt cái chuyện làm phước lên trên. Cho nên ở đây mỗi buổi sáng các sư đi khất thực là một truyền thống, là một hình ảnh đẹp. Đi từ 5 giờ sáng, gia đình nào chuẩn bị thức ăn sẵn,
các sư đi ngang là mang ra để bác thức ăn cúng dường. Và đó trở thành một cái truyền thống, một cái văn hóa đẹp của đất nước Thái Lan này. Ở đây Pháp Hòa mượn những cái điều mà hay của họ để nói thêm trong Phật Pháp. Tại vì Đức Phật cũng dạy mình như vậy, Đức Phật cũng dạy mình như vậy. Thì hôm rồi có một vị lên hỏi tụi con muốn làm phước, làm sao để làm tụi con làm phước một cách trọn vẹn. Thì Pháp Hòa có nói ba điều. Muốn làm phước, một, tâm phải phát, chúng ta gọi là phát tâm. Tâm không có sao làm? Thí dụ bây giờ thấy người ta khổ mà lòng mình không biết thương, làm sao mình làm? Cho nên tâm phải phát. Rồi thứ hai là gì? Của phải có. Như vậy thì đầu tiên là phải có tâm, thứ hai là có của, phải không? Chứ giờ tâm thì có, giống mình nói gì đó, lòng thì có mà của thì không. Tâm thì có mà lực thì không có, gọi là lực bất tùng tâm. Tâm thì muốn dữ lắm mà không có lực. Cho nên tâm mình phát, của mình có. Rồi bây giờ phối hợp nè, lấy tâm, lấy của, thể hiện qua cách cho. Cho như thế nào để người nhận không bị tổn thương, cảm thấy như mình là một người thấp kém, phải xin xỏ, phải nhận cái của bố thí này. Cho nên khi cho một cái hình ảnh nhẹ nhàng và đầu tiên mà căn bản ai cũng có là gì? Cho bằng hai tay. Chứ không phải mình cầm mình dục xuống, mình đưa xuống, mà mình phải, thí dụ cái người đó ngồi tuốt ở dưới đất, người ta để cái nón lá đi, thì mình nếu đẹp nhất là mình nên hạ mình xuống, hạ mình ngồi xuống và mình đặt cái tiền đó vào ở trong cái nón lá đó mà không có dùng. Mà chúng ta ngồi xuống để chúng ta để cái tiền. Cũng như vậy, giống như trong chánh điện á, mình mà clean, dọn dẹp trong chánh điện á, hãy thấy một miếng rác là mình ngồi xuống lượm, chứ không có chổng bông lượm, không có khơm lượm, mà ngồi xuống để lượm. Để làm gì? Thứ nhất, để không lộ cái tướng thô trong đạo tràng. Và thứ hai là để nhắc nhở mình, một miếng rác mình lượm là mình lượm được sạch cái chánh điện, cũng giống như mình lấy ra khỏi một miếng rác trong lòng mình, trong người của mình, trong tâm mình, mà một phiền não được giảm đi thì tâm mình nó sạch. Cho nên lượm rác là mình lượm rác trong tâm của mình. Đó là cách làm giàu ha. Đó là cách làm phước đó. Muốn làm phước là phải có tâm. Nhưng mà đây nó phải có của đây là bao nhiêu? Không, không phải bao nhiêu, mà vấn đề là cái khả năng chúng ta có. Ví dụ như bây giờ mình có thể giúp cho người ta thông dịch, mình có lòng muốn thông dịch, thương người ta, và mình đi thông dịch cho người ta cũng là của. Đó là cái của ngôn ngữ của mình, chứ không phải là của cải, là tiền của không. Chữ của đây là cái khả năng mình có được, từ tự thân mình cho đến của cải vật chất. Còn đó là mình làm phước. Và bây giờ làm giàu, đó là làm phước. Bây giờ mình làm giàu theo lời Phật nè. Thứ nhất, cái của mình, cái công ăn việc làm của mình không tổn hại đến người khác. Thí dụ như mình nên tránh một cái nghề nào đó, bán sắc, tức là mình làm cái người mà mại dâm, hay là mình bán vũ khí. Thì những cái điều mà Phật dạy, mình là Phật tử thì nên né những công việc đó. Thí dụ thì vì vậy mà trong Bồ Tát giới cũng không có khuyến khích mình bán rượu. Hỏi ủa, rượu là nước mà có gì không cho? Nên bán rượu là sao? Rượu là cái nhân say, nhân làm cho người ta nghiện ngập, say xỉn, mất tự chủ. Và có những người mất hạnh phúc, mất đi tài sản, mất đi hạnh phúc gia đình cũng vì say xỉn, và thậm chí mất mạng tại vì uống say, lái xe gây tai nạn cho tự thân, cho người khác.
Cho nên rượu không làm say, và uống rượu không bằng, lỗi không bằng bán rượu. Tại vì anh có chết mình anh thôi, anh uống rượu thì một mình anh thôi, nhưng mà anh bán thì nhiều người. Cho nên người người trong giới luật không cho mình bán rượu. Và giữa bán rượu với tự uống thì uống là lỗi hơn, nhẹ lỗi hơn, nhẹ là lỗi nhẹ hơn là mình bán. Rồi bây giờ đó làm giàu ha, làm giàu phải chân chánh. Thứ hai là gì? Phải có giữ chữ tín. Pháp Hòa đi đi mua cái lư hương xong trầm, cũng cái tật trả giá. Trả riết cái thôi bây giờ mình trả giá mà tao không bán thì thôi, mình không có khả năng mua thì mình đi. Mình cũng đơn giản chứ mình đâu có kèo ép gì người ta đâu. Cái ta thấy vậy cái ta rượt lên tới xe luôn. Ta nói tôi bán cho nè. Gói cái lư hương đó lại, gói sẵn luôn. Nhét vô tay mình lấy tiền. Lấy tiền anh chạy xuống xe mình chạy, trời mình hớn hở quá. Mua được một cái lư hương đúng ý mình mà rẻ như ý mình. Tới hồi mở ra không phải cái mình chọn. Đó, nhân quả có mặt. Anh ham rẻ. Thì tôi sẽ cho anh được bài học là nhớ ngay cưng. Cưng có nhớ là tiền nào của nấy không? Cưng muốn đồ tốt và trả tiền ít. Đời làm gì có chuyện đó tám. Thì người ta sẽ cho mình. Thì ngay lúc đó mình mở ra mình thấy cái lư hương là tự nhiên cái đầu mình nó phải đi tới cái thiền thôi. Thiền là gì? Mình phát hiện ra quá nhiều bài pháp. Bài pháp thứ nhất là cái tật trả giá, nghe không? Đừng nghĩ có cái tướng ông thầy rồi muốn trả gì trả, nghe không? Thứ hai là gì? Người ta sẽ cho mình ấy, ông trả tôi 3 đồng thì tôi đưa cái món tương chứ 3 đồng. Nếu nói khác hơn nữa là nhân quả. Anh chèn ép người ta thì người ta cho anh bài học. Đấy không? Trong cuộc đời này, cho nên làm giàu, làm phước. Làm phước có cách của làm phước. Tại vì nếu làm phước mà không có cách, chẳng những không có phước mà còn tổn phước. Cho nên mình làm việc thiện tốt, nhưng tâm mình phải thiện, và cái cách làm mình cũng phải thiện. Chứ không khéo thì việc thiện của mình là khoa trương, làm cho người ta thấy mình làm, chứ thật tâm mình không có làm thiện. Cho nên người ta dùng chữ từ thiện mà. Thiện là tốt, nhưng mà thiện cũng là khéo. Còn từ là từ bi. Lòng từ bi của mình thể hiện của một việc thiện. Nhưng mà việc thiện này có khéo thiện không? Còn không khéo thiện thì kết quả nó không như ý. Vậy thì mình có làm thiện, vậy mình có phước không? Có phước. Nhưng phước này nó mong manh, nó ít ỏi lắm. Tại vì phước này là cái phước mặt nổi bên ngoài thôi. Ví dụ mình cũng được người ta khen, mình cũng được người ta khen ngợi, nhưng mà xong rồi thôi, không ai nhắc gì nữa đó, qua chuông rồi. Tại lúc này mình cho thì người ta khen mình vậy thôi, nhưng mà xong rồi là thôi. Cũng giống như Pháp Hòa hay giải thích chữ đi hành hương đó. Mình đi với nhau xong vui vẻ về trước mặt mình, ta nói trời ơi sự có mặt của anh sẽ đem lại ấm áp cho gia đình chúng tôi, vân 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 vân. Tới hồi mình đi về, nó lần sau người đó gọi nó tới thăm, nó nói bận nha con. Vậy hành hương là gì? Mình hành hương là một chuyến đi tạo giới định tuệ. Hương này là một mùi thơm. Mùi thơm của đạo đức, mùi thơm của sự bình tĩnh, mùi thơm của trí tuệ. Mình đến đâu mình tạo, đi đến người ta đón chào, ra về người ta tiễn đưa và người ta thường nhắc nhở. Cuộc đời này ai cũng đến và cũng đi, nhưng mà có những cái đến người ta không thèm ngó, cũng có những cái đến người ta rất là chào đón, nhưng sau đó rồi thì người ta nhanh tiễn mình. Cho nên ai cũng đến rồi đi hết, nhưng mà đến như thế nào và đi như thế nào, và tùy theo cái cách sống và tu tập của chúng ta. Vậy thì làm phước, hồi nãy làm phước phải biết cách.
Làm giàu cũng phải biết cách. Vì mình thờ ông thần tài, mình thờ ông thổ địa, sáng nào cũng đốt cho ông địa một điếu thuốc. Cho nên đặc biệt ông địa Việt Nam, cái tay làm cầm vậy nè, có cái lỗ để nhét điếu thuốc. Rồi bên tay này ổng cầm gì nè, có cái lỗ nhỏ nhỏ cắm cây quạt. Ông địa Việt Nam là có điếu thuốc, cho nên sáng nào cũng để điếu thuốc. Thờ thần tài để củ tỏi. Tại vì sao? Tại vì theo quan niệm người Hoa, củ tỏi là một cái phát âm tài, tỏi tỏi tài tài, bạch tài. Rồi để năm chung nước cúng ngũ phương, để cái bảng ngũ phương ngũ thổ, tiền hậu địa chủ, thờ thần tài thổ địa, với cái ước muốn là ổng giữ của cho mình, đi tối ngày ai giữ, ỷ y ổng giữ nhà cho mình, nó vô nó khiêng hết, nó chừa ổng ra. Hỏi sao không khiêng ổng, rẻ quá mà 20. Như vậy thì thưa đại chúng, ông thần tài đó là ai? Là mình. Thần là lực, là sức mạnh, là đạo đức. Tiền của thần là mình. Cho nên cái gì mà mình sử dụng một cách linh động là thần hết. Trong kinh nói à, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm. Nhớ không? Thần ăn uống. Ủa, ăn uống mà có thần hả? Ăn uống mà không có thần thì ăn mắc bệnh. Phải không? Hồi Pháp Hòa mới qua, mới đặt chân tới đây, trời mấy vị đem mấy cái đồ lạnh đó cho, thôi 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 cho em xin. Ép cỡ nào đó, không, tự em biết em, đừng có để em trở thành thần khẩu hại sát phàm. Ham ăn một chút là lúc mấy ngày đau. Cho mình đi tới đâu lạ, ta hay kêu lạ nước lạ cái, tự mình phải từ 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 từ. Đâu có ai mà đã tắm biển mà nhảy cái ra giữa biển đâu. Ta đi từ lại ra tới. Học giáo lý cũng vậy, Đức Phật dạy giáo pháp của Đức Phật như biển cả vậy đó. Phải đi từ thấp ra sâu. Mình tu học phải đi từ cạn ra sâu. Mình tới đâu mình phải làm quen, ăn uống, ngủ nghỉ. Mới ngày qua, mấy ngày một ngày ai tới đất nước nào lạ ngày đầu tiên đó, tưởng đâu là mình siêng năng lắm. Sáng sớm dậy sớm, đâu có ai biết ngủ cũng được, bị trái giờ đó. Trời ơi, thầy tu quá, mới 4 sáng rồi. Tới hồi mấy ngày sau ngủ kêu hoài cũng vậy. Đi chơi trễ giờ luôn. Quý vị hiểu được vậy đó. Tức là mình làm quen giờ. Tới đâu mình làm quen giờ, mình làm quen chỗ ngủ, thì cái bụng mình cũng phải làm quen với thức ăn. Cho nên làm phước cũng phải biết làm phước. Có nhiều khi Phật dạy nè, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi mà cho nhiều mà không có phước. Sao gọi là cho ít mà phước nhiều? Nhiều khi người ta làm một cái điều việc thiện đó, người ta chỉ cần mình đóng góp thêm chút nữa thôi, hoặc là một lời nói của mình thôi, là sự việc nó thành. Mình nói sao phải không? Trời ơi, tôi nói một tiếng là được hết đó chứ, tôi ghét tôi đâu thèm nói. Rồi dễ thương không? Và mình sẽ lúc nào mình cũng sẽ phô trương mình cái kiểu đó. Tôi là dư sức, nhưng mà tại tôi ưa. Thật sự là nếu mình mà dễ thương là mình biết rằng, thật sự thưa đại chúng, có nhiều lúc Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, mình không lái gì hết, nhưng thêm được phần mình nữa một chút thì việc nó sẽ xong. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ở bên Canada, cộng đồng người Việt muốn xây nhà dưỡng lão cho người Việt, nhưng mà bây giờ cái chi phí rất là lớn. Cho nên sau nhiều cả chục năm rồi, việc cũng chưa có đi đến đâu nhiều. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi, thì năm rồi đó, còn một chút nữa là xong công việc rồi. Thì các vị đó nói thôi giờ mời thầy Pháp Hòa qua tổ chức một khóa tu để Phật tử về đông đảo.
thỉnh thêm thầy Phước Tiến ở Việt Nam, hai thầy song kiếm hợp bích. Thật ra cộng đồng lúc đó người ta chỉ còn thiếu có khoản tiền nhỏ nữa thôi là người ta có thể thực hiện cái dự án này ở bước đầu. Thật ra nó không có dính dáng gì mình, và mình suy nghĩ mình chỉ cần đóng góp một buổi giảng nữa để người ta có cơ hội người ta trình bày dự án đến cộng đồng, để đưa cộng đồng đến một cái sự thành tựu lớn cho về sau. Mình so với những gì người ta đã làm 10 năm, mình làm một hạt cát thôi. Nhưng giây phút này người ta rất cần một sen mình bỏ vào nữa để cho nó chẳng thành đồng, thì mình nên làm cái việc đó. Đó, đó là một cái ví dụ là cho ít mà phước nhiều. Nhiều khi chỉ cần mình một lời nói đóng góp thôi, làm tinh thần người ta lên liền. Sao không làm? Mình chỉ cần tốn, mình chỉ cần nói một lời nữa thôi là mọi việc nó yên. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình làm cha làm mẹ để ý con cái, nhiều khi chỉ cần cái lòng khoan dung của mình thôi là con trai mình nó nhẹ nhàng ra. Giờ nó đứng ở giữa mẹ chồng với người dâu, mà mình chỉ cần nhẹ nhàng cái thôi, con trai mình nó bỏ xuống cái cân ngàn ký. Mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi, con gái mình đã đứng ở giữa một người mẹ chồng với một cha mẹ ruột. Chứ như cuộc sống, cái quan trọng là chúng ta có tuệ giác để chúng ta nhìn. Vì làm phước ở chỗ đó thôi. Cho nên làm phước làm giàu. Vậy thì người Thái người ta dạy con người ta làm phước trước khi làm giàu. Tại vì con có phước rồi, con giữ của được. Con có phước rồi, con làm việc dễ thành công. Và một trong những cách tạo phước của người Thái là cúng dường các sư. Thưa đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa vừa nói, những lúc Pháp Hòa đi gửi từ thiện, Pháp Hòa nghĩ luôn luôn đây Pháp Hòa đại diện cho tất cả Phật tử làm. Tại các vị thương Pháp Hòa, các vị cho Pháp Hòa. Nói cho cùng nó, ô thầy Pháp Hòa làm phước không? Pháp Hòa không có gì hết. Quý vị giao cho Pháp Hòa, Pháp Hòa làm một cái điều mà quý vị đã giao. Chứ còn thật sự mà nói, một miếng nước nghe, cái y cái áo mặc không có cái gì của mình hết. Nói cho cùng là vậy. Muỗng cơm mình ăn cũng của Phật tử cho, chứ đâu phải của mình. Cho nên Pháp Hòa rất là thích cái bài phục nguyện ăn mỗi buổi trưa. Cơm ngày hai bữa, thường nhớ công của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, thường nhớ nghĩ công lao người thợ dệt. Cái câu là thuốc thang giường chổng đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn đàn. Phong Hòa đổi chữ thôi. Thuốc thang thực phẩm đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn đàn. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răng của thầy tổ. Mình có tiến hóa được tuệ giác, hiểu biết của mình là do lòng từ của thầy tổ. Còn đời sống của mình ngày nay được sung mãn, cái ăn, cái mặc, cái ở không phải lo, không phải ơn Phật tử là gì. Phật tử đi làm cực khổ, danh dự nghĩ tới mình. Tại vì các vị sống đúng theo lời Phật dạy, có tiền của chia năm phần. Cư sĩ Phật tử có tiền của chia năm phần, đầu tư làm ăn, dành dụm cho chính mình, nuôi thân nhân bà con, để dành một phần dưỡng già, phần cuối cùng là đi làm thiện làm phước, cúng dường cho các bậc tu tập hay là làm thiện. Thành ra cư sĩ Phật tử thực hiện lời Phật dạy đúng tiêu chuẩn. Quý vị có quyền nghĩ, tại sao phải cho? Cho hết lấy gì ăn? Nhưng mà tại quý vị có tu, quý vị tu cao lên, quý vị nói ăn hết lấy gì cho? Người ta thì nghĩ sao? Cho hết lấy gì ăn? Người có tuệ thì nghĩ sao? Ăn hết lấy gì cho? Người ta nghĩ vậy cho nên ta chia sẻ. Cho nên ở trong cái cõi sung túc này, thí dụ mình nói ở cái quốc gia này hiện nay,
đời sống vật chất rất tốt, nhưng đâu đó vẫn còn những cảnh nghèo, phải không? Thì mình cũng vậy thôi. Thấy mình vậy nè, ngon lành vậy đó, tu tập vậy đó, nhưng mà đâu đó, đâu đó trong cái cảnh nghĩ, trong cái cảnh của, trong cái đời sống của mình có còn những ngõ ngách của khổ đau, của phiền não. Mà hãy còn khổ đau phiền não là mình còn nghèo. Điều thứ ba họ dạy làm sao? Đi tu để trả hiếu cho cha mẹ. Người con lớn lên, việc đầu tiên là phải nghĩ đến ân đức của cha mẹ. Họ không ép nha, họ không ép con đi tu mà họ khuyến khích. Chẳng những vậy mà nếu họ nghe con họ đi tu, đi tu đây không có cần tu lâu, đi tu 3 tháng trả hiếu, tu 6 tháng trả hiếu. Pháp Hòa nghĩ nếu mà Việt Nam mình mai mốt mà Phật tử mình đề xướng cái phong trào này lên là vui lắm. Chùa tự nhiên đông lên. Tu 3 tháng, tu 6 tháng, tu 1 năm trả hiếu. Mà quý vị biết không, khi mình đi tu rồi á, mình sẽ có cái giấy chứng nhận mình đã từng đi xuất gia. Rồi khi mai mốt mà cậu thanh niên nào mà có vợ đó, đi tới nhà vợ hỏi vợ đó, cha mẹ không có hỏi con học tới đâu, cha mẹ không, cha mẹ gia đình vợ không hỏi câu đó, con đi tu chưa, có cái chứng giấy chứng nhận đi tu đó, người ta quý hơn cái bằng cấp học vị thế gian. Cái lễ cưới của người Thái rất đơn giản, nhưng lễ tiễn con đi tu làm long trọng lắm. Lễ tiễn con đi tu làm long trọng lắm, còn lễ cưới làm rất đơn giản. Và người ta không quan trọng cái học vị, mà người ta quan trọng cái tờ giấy chứng nhận người này có đi tu. Để làm gì biết không? Tại vì người ta tin rằng người có tu hành là người có đạo đức, học được những cái điều cơ bản của đạo Phật. Để gì? Để sống một cuộc đời lương thiện cho chính họ, cho gia đình. Họ mới đủ niềm tin giao con cho mình, để mà mình gọi là cho con mình hạnh phúc. Như vậy bây giờ con đi tu trả hiếu cho cha mẹ, chồng đi tu để trả ơn, trả nghĩa cho vợ chồng. Cho nên vợ đi tu, chồng đi tu. Đây, quý vị đi tu đó. Quý vị qua đây nè, có thể ở nhà phải bao nhiêu người hy sinh. Hỏi đi đâu đó? Đi tu. Đi qua Thái tu. Nếu bữa nay tu cũng được sao? Dạ không, đi thăm. Nhưng mà rồi mình về mình sống sao để mình đáp được cái ơn mà người ở nhà hy sinh ở nhà cho mình được đi thăm viếng, đi tham dự pháp hội vân vân. Chữ tu đem bây giờ hiện tại mình chưa có chương trình cạo đầu đi tu đó. Thì thôi mình chuyển hóa mình để trả ơn nghĩa cho nhau. Người kia thương mình, chiều mình, nhưng cũng đừng quá đáng. Người kia nhẫn mình rất nhiều lần, nhưng lời nói mình cũng đừng quá đáng. Hồi xưa không hiểu, xả láng. Bây giờ hiểu rồi phải trân quý. Giờ nhìn lại thấy vợ mình rất là kiên cường, nhẫn nại mình mấy mươi năm. Bây giờ thôi, tôi phải nhẹ nhàng một chút để cho người nhà của tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi được hạnh phúc trong những ngày còn lại. Thì đó là ba điều mà người Thái đã hướng dẫn cho con cái gia đình. Pháp Hòa mượn ba điều này, nó tương ứng với những, thật ra những điều họ nói đây là từ Phật hết. Ba điều đó là gì? Phòng bệnh trước khi chữa bệnh, làm phước trước khi làm giàu, đi tu trả hiếu cho cha mẹ. Hay mình nói lại, đi tu để trả ơn nghĩa cho nhau. Ai trong đây cũng có ơn hết phải không? Pháp Hòa, quý vị cũng cho Pháp Hòa cái ơn, cho nên phải ráng tu để đền ơn. Rồi con cái, cha mẹ, chúng ta đều có ơn nghĩa với nhau hết. Tu là gì? Chuyển đổi những cái sai lầm của mình để mình làm hạnh phúc cho nhau. Thưa đại chúng, buổi sáng này là chương trình chúng ta chỉ có một buổi sinh hoạt, rồi sau đó mình sẽ theo sự sắp xếp của ban hướng dẫn, ban tổ chức. Chiều hôm nay chúng ta vẫn có tiếp tục chương trình vấn đáp, và chương trình này sẽ phong phú hơn với sự có mặt của quý hòa thượng, quý ni trưởng,
thì công việc nó sẽ trọn vẹn trong ngày hôm nay. Giờ phút này Pháp Hòa xin được tạm dừng chương trình để chúng ta có chương trình kế tiếp. Cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa buổi sáng này được thăm quý vị. Rồi, trước khi chúng ta chấm dứt, Pháp Hòa xin cúng dường đại chúng bài hát nhỏ. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày. Buổi sáng thờ và cười, buổi trưa thờ và cười, buổi tối thờ và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Buồn chán thờ và cười, ghét thương thờ và cười, giận dữ thờ và cười, ta có một ngày vui. Chờ bus thờ và cười, lái xe thờ và cười, đèn đỏ thờ và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Làm bếp thờ và cười, lặt rau thờ và cười, rửa chén thờ và cười, ta có một đời vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Con xin hỏi thầy phải xử trí như thế nào khi có một nhà tu hành có tình cảm đặc biệt với mình? Thường thường là mình có tình cảm với người tu, bữa nay ngược lại người tu có tình cảm với mình. Cái đó cũng đâu sao, người tu mà có tình cảm thì mới là người tu. Nhưng nếu mình thấy cái tình cảm đó nó có cái chiều hướng là không lành mạnh, nó có cái tình cảm mà không phải là thánh thiện, thì tự mình phải biết rút. Ví dụ mình thường tới lui chỗ đó, nhưng để bảo vệ cái đời tu của vị đó, chúng ta nên tìm chỗ khác. Tại sao? Không phải là mình nói ủa như vậy mình sợ sao? Mình không sợ. Mình làm gì? Mình đổ thừa cho nghiệp. Cho nên mình đi cũng không phải là không tốt, chỉ qua là mình muốn trợ duyên cho vị đó tu cho trọn vẹn. Còn nếu vị đó chưa chuyển được cái nghiệp đó thì không mình thì cũng người khác á, thì thôi thà ai nó không phải mình. Tại vì mình là Phật tử ý thức, mình sống mình phải có ý thức. Nếu việc đó, cái chuyện người ai đó có tình cảm với mình là chuyện bình thường. Ngay cả mình có thương, mình có tình cảm với người xuất gia cũng là chuyện bình thường. Tại vì mình là một con người mà, nếu mình tu đến chỗ vô tri vô giác thì đâu đúng. Nếu mình tu mà biến mình thành vô tri vô giác, vô cảm với tất cả mọi người, mọi việc là không đúng rồi đó. Nó là mình tu đúng rồi. Nhưng mà cái tình cảm của mình phải có tình cảm, nhưng đó là không phải tình cảm riêng tư, mà cái tình cảm của mình là phải tình cảm của từ bi của mình đặng. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chì.
Mình thấy dường như có, nhưng mà cái có đó không dính mắc. Mình thấy dường như không, nhưng mà trong không có rất nhiều tình cảm. Có một vị đó nuôi một thầy tu, thì hôm nọ muốn thử lòng thầy đó, cho nên gọi một cô gái đẹp tới ôm thầy đó. Và khi con ôm thầy đó xong rồi, con hỏi thầy đó: bây giờ thầy cảm thấy sao? Thì khi mà ôm xong rồi thì thầy đó chứng tỏ mình là một thầy tu thứ thiệt. Cho nên thầy đó trả lời: tôi bây giờ như một cây khô dựa trên một vách núi lạnh. Nghĩa là cây khô mà giữa núi lạnh thì còn gì nhỏ nữa không? Khô mọc ỉ hàng nhạm, tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút hơi ấm nào. Nếu mình mà nghe thầy tu mà đến lạnh tim đến như vậy là mình sẽ thấy thầy tu tuyệt vời. Tu mà hết tình, hết cảm vậy thôi, vô cảm, vô... Xong rồi thì nghe như vậy thì cô gái trở về báo cáo cho bà cụ đó biết. Bà cụ nói thầy này tu chưa tới. Cho nên bà cụ không có tiếp tục nuôi dưỡng. Một thời gian sau thấy cũng tội, lang thang, thôi kêu về nuôi tu tiếp. Tu thời gian nữa, kêu một cô gái đẹp hơn cô hồi trước nữa, ôm thầy lần nữa coi. Ôm thầy xong hỏi: bây giờ thầy cảm thấy sao? Thì lúc này thầy trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Như vậy thì khi mình ôm nhau á, bà già đó là người thứ ba, bà đâu có cảm giác được hai người yêu nhau. Thành thử ra nếu ôm nhau mà tôi biết cái ôm này, cái cảm nhận của tôi như thế nào, chỉ có tôi biết. Cô ôm tôi, cô cảm nhận sao? Cô biết. Nghĩa là hai người chứng ngộ nhận được cái đó, chứ còn người thứ ba đâu có biết. Ở đây thầy đó là trả lời cao siêu rồi đó. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Khi mà về báo cáo lại, bà nói đây, bà này mới nói: bây giờ chi rồi đó. Đúng không? Bây giờ chi rồi. Cho nên á, tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Pháp Hòa được duyên gặp lại sư bà. Thì khi mà hỏi chuyện đó, thì sư bà kể cái năm tháng sư bà ở tịnh xá đó, thì chắc chắn rằng sư bà với Pháp Hòa đã từng gặp nhau cái thời điểm đó, mà tại lúc đó mình nhỏ quá. Thì Pháp Hòa kể lại là sư phụ của sư bà cũng là sư phụ của Pháp Hòa, họ Quy cháu Hòa hồi 7 tuổi. Thì ngày trước á, ngài hay nhập thất lắm. Mà trong đầu Pháp Hòa còn nhớ rất rõ cái hình ảnh của cái thất đó, của cái sàn gỗ đó. Và ngài thường nhập thất. Và hồi nhỏ Pháp Hòa đi tịnh xá đó, Pháp Hòa hay được phân chia công tác là lãng vãng ở cái thất đó để làm tình báo. Cô nào mà tới gần phải báo cáo nghe không? Thì Pháp Hòa đi tới đi lui cái thất đó, và có những cô thay đi tìm sư để có cái tình cảm. Nhưng mà thưa đại chúng, cái hình ảnh của cái ngôi thất đó và cái câu mà viết ở ngay cái bảng trước thất đó, Pháp Hòa không sai, không quên một chữ. Cái câu đó như thế này: quý vị thấy gì không, tu tịnh miễn vào. Đó là nói với các cô đến với mình đó. Quý vị thấy gì không? Một ông sư đang ngồi thiền bên trong, một người đang ngồi thiền, đang tịnh tu. Quý vị thấy gì không? Thì cái chữ thấy gì không đó, nó là một thiền ngữ.
Vậy thì trong cuộc sống của mình á, mình sống với nhau, mình có thấy gì không? Đâu phải chỉ để dành cho sư đâu. Một người thân của mình đầu tắt mặt tối, đi làm một nắng hai ba sương, mình về nhà mình không vụ gì hết, bừa bãi. Mình có một câu thiền ngữ, có thấy gì không? Hay là không thấy? Một đống quần áo dơ, không giặt, thấy gì không? Một cái nhà quá trời bừa bãi, thấy gì không? Ông thầy trụ trì làm từ sáng tới tối, chúng ngồi đánh cờ uống trà chơi, hỏi chỉ ra coi, thấy gì không? À thấy, thấy ông thầy đang dọn dẹp. Quý vị thấy gì không? Tu tịnh miễn vào. Mình thương cái người đó, mình thấy được cái đời tu của họ, thì mình phải yểm trợ. Mình yểm trợ. Tại vì tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Cho nên cái tình thương đó, cái tình cảm đó, nó sẽ đẹp nếu mình với thầy chưa tới với nhau. Tại vì mình thương vị đó là tại cái hình ảnh của người đó. Nhưng mà tại vì người đó đẹp như vậy mình mới thương. Nhưng mà tại vì mình họ đẹp là tại mình thấy xa xa đó, chứ thấy gần mụn không à. That's why mình ngồi xa vậy nè. Để xa để thấy đẹp đẹp mờ mờ thôi. Cho nên vị xuất gia đó có thương mình hay mình có thương người đó, chuyện rất bình thường, không có gì trở ngại hết. Vì chúng ta là một con người có trái tim biết rung cảm. Nhưng sau đó tuệ giác nó soi tới, mình đang thương ai? Mình đang thương một người tu. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Mình có quyền nói như vậy. Nhưng mà tại thầy có tuệ giác cao cơ hơn mình, thầy cũng sẽ đáp lại. Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thầy cũng chịu chơi đó. Tại vì nếu thầy có thể viết là thôi đừng níu kéo để thầy đi, nhưng mà thầy muốn đối lại. Tại cô đáp là thôi, thôi về xây mộng với em đi. Thôi mình không tới được với người ta, mình cũng xin anh lần cho nó ngọt. Xong rồi thì gì? Đường ai nấy đi. Đó, tuệ giác rồi đó. Cô đi đường tội, tôi đi đường tội. Hồi chiều hôm qua vui lắm. Khi mà tới chùa thăm viếng xong thì hòa thượng đi một cái ngã hơi xa. Nhưng mà thật sự phải quẹo cái ngã này gần, cho nên quý vị chỉ Pháp Hòa quẹo qua đây cho nó gần. Thì đông quá cái Pháp Hòa nép qua bên đợi hòa thượng tới. Cái quý thầy hỏi làm gì vậy? Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Cho nên cái chuyện mình có thương ai rất bình thường, chỉ sợ mình không thương thôi. Có một người đệ tử tới thưa thầy, con giận sư huynh kia, con buồn sư đệ nọ. Người thầy nghe vậy, người thầy nói ồ, vậy thầy cũng mừng. Tại con tu chưa đến nỗi con vô cảm. Con giận có nghĩa là có lúc con hết giận. Và con đã giận, con đã thương, con đã thương cho nên con có giận. Cho nên giận thì giận, mà thương thì thương. Anh sai hoài em đâu có chịu nổi. Chuyện bình thường. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười.
bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái bài kệ Phú Hòa làm để khi rửa chén đỡ bực bội. Có nhiều khi mình rửa chén mình cũng hối hận, ăn có một chén rửa nguyên thao. Cho nên nhiều lúc rửa chén cũng hối hận lắm ấy. Biết vậy nãy đi về cho rồi, trên đường mua ớt mì có bộ hạnh phúc hơn. Bây giờ viết cái bài rửa chén để ngay đó. Mỗi cái chén là một vị Phật để mình tắm. Mỗi một cái chén mình rửa là rửa cái tâm mình. Và mình thấy rằng cuộc đời này, sự tu tập là một quá trình, hết cái này tới cái khác. Thì cuộc sống cũng thế thôi, trường gian sống sau, dồn sống trước. Mình đi trong một cái dòng sông dài gọi là trường gian. Và quý vị có thấy rằng cuộc đời mình mãi tới giờ phút này quả thật là trường gian sống sau, dồn sống trước không? Hết cơn sống này thì lại một cơn sống khác. Mình không có khả năng để dừng cái sống, nhưng mình đủ khả năng đi với sống, lướt với sống. Mình không có khả năng làm cho sống không có mặt. Mình không có khả năng làm cho trời không oi bức, nhưng mình có khả năng cầm cái quạt để quạt cho mình mát hơn. Mình không có khả năng làm cho cái thời tiết nó đừng lạnh, nhưng mình có đủ khả năng tìm những chiếc áo mặc cho nó vừa đủ ấm cho mình. Mình không có khả năng chuyển cảnh, nhưng mình đủ khả năng chuyển tâm. Mà tâm mình chuyển rồi thì cảnh sẽ chuyển theo. Hồi đó mình bực bội, mình gào thét, trời ơi trời, từ nhỏ tới lớn tôi nhớ tôi đâu có ở ác, mà sao tôi toàn gặp gì đâu không. Nếu mà không có gặp gì cái mình nói trời ơi đời tôi chán quá, không có gì để gặp. Lâu lâu gặp nhau hỏi khỏe không, có gì lạ không, chán phèo, không có gì lạ hết. Bình thường, chán nhất. Nhưng mà bữa nào có gì mà nó bất thường nó sao? Trời ơi trời, tôi muốn bình thường mà sao không được. Cho nên cái việc ai thương mình không có sao hết, nhưng mình tự phải biết mình là ai và người thương mình là ai. Và nhiều khi cái vị đó mình trân quý tình cảm, nhưng sau đó mình biết nuôi dưỡng, yểm trợ cho vị đó tu tập trên con đường. Tại mình biết nếu mình đến với người đó và người đó đến với mình, nếu mà có hạnh phúc thì chỉ có hai người thôi. Còn nếu vị đó tu thành công thì hạnh phúc nhiều người. Pháp Hòa nhớ năm Pháp Hòa 14 tuổi, trước khi được đi xuất gia thì Pháp Hòa làm thị giả trong một cái khóa hạ. Lúc đó quý vị biết không, toàn nước Canada, toàn nước Canada, mà mời luôn cả bên Mỹ qua an cư được 20 thầy. Hai nước luôn á, mà tổ chức lễ an cư được có 20 vị. Và Pháp Hòa là thị giả cho 20 vị, 20 chư tăng trong lúc đó. Mà hồi đó qua làm thị giả quý thầy qua kỹ lắm, chăm sóc cho quý thầy từ miếng nước, miếng cơm, và thậm chí giặt y áo, quần áo của quý thầy, không sót một vị nào, mà không đưa nhầm đồ của ai hết. Tại Pháp Hòa có cái cách mình đem thức đồ của vị nào ra là mình đánh dấu đàng hoàng rồi ghi chú vô cuốn sổ. Thầy một, bao nhiêu đồ của thầy đó là số 1 hết, bao nhiêu thầy đó là đồ số 2 hết. Cho nên xếp xong rồi trả, xếp đàng hoàng và trả không sót một vị nào. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị, thì vị đó mới nói Pháp Hòa, thầy cho con, lúc đó Hòa đang ở dưới bếp làm việc, thì ở trên buổi giảng thượng tọa cho bài thơ. Thầy thượng tọa hỏi quý vị ở đây có biết điệu hòa không? Điệu hòa là chú tiểu, ở ngoài Bắc, ở ngoài Huế kêu điệu, ở trong Nam kêu đạo, ở ngoài Bắc kêu tiểu, cũng ông mà ông tiểu, ông đạo và ông điệu. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng đám cũng được kêu chú tiểu không à. Bữa đó tụng xong đi ra, cái bà cụ kia bà nhét cho mấy cái bánh ít,
Rồi đây nè chú Tiểu đem gì ăn. Rồi tự nhiên bà kia bà đứng bà nói nè Tiểu có nơi có chỗ nghe không? Chứ phải đụng tao Tiểu đó ha. Mấy cái vậy á, sốc hàng vậy nó nhớ lâu lắm. Thì Thượng Tọa mới cho qua bài thơ. Pháp Hòa không nghe, không trực tiếp ở đó để nghe, nhưng chỉ nghe bài thơ như thế này. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và thầy nói thêm, mai mốt Điệu Hòa được thế phát đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa. Từ nay từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Pháp Hòa đang xếp quần áo dưới bếp, có ông cư sĩ nghe xong xuống nè, nhớ ai mở trển thầy nói ông nhớ bóng hồng đó. Mà thiệt sự lúc đó Pháp Hòa đâu có hiểu cái chữ bóng hồng là cái gì. Mới 14 tuổi ha, bóng ma thì nhớ. Bóng hồng thì không biết. Nói tới vụ bóng ma thôi để chiều kể. Tại chiều tối tối rồi kể chuyện ma nó mới linh. Bây giờ cái câu hỏi là bây giờ mình có một vị tu hành thương mình, thôi thì mình cứ cảm nhận đó là một tình thương một người thầy đối với người trò. Nhưng mình cũng biết rằng để yểm trợ cho tình thầy trò này nó ở mức này thôi, nó đừng có tăng mức nữa, thì mình nên tìm nơi khác mình tu tập. Đã là tu thì ở đâu cũng được. Và sự ra đi của mình không có gì gọi là phiền não, chẳng qua là yểm trợ cho thầy. Còn nếu như mà thầy trực tiếp chia sẻ gì thì mình cũng có lời khuyên. Cảm ơn thầy và xin thầy nuôi dưỡng một tình cảm này của con, thầy để vào trong cái nhà băng tình cảm nữa, để thầy trở thành cái tình thương của đại đồng, của rộng lớn. Tại vì cái nhiều nó cũng từ cái một. Bây giờ con là một thôi, thì thầy hãy để con vào cái nhà băng từ bi đó của thầy. Đến khi nào thầy sẽ trở thành một người có tình cảm, tình thương với tất cả, đại đồng nó lớn hơn. Còn nếu mà đơn giản nữa thì mình chỉ viết một câu thôi: tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tóc mai sợi ngắn sợi dài, thương nhau chẳng được mới nhớ hoài nghìn năm. Con xin thầy giảng cho hội chúng được nghe về bài thức ăn của vô minh. Thì cái này hồi nãy Pháp Hòa cũng có thưa rồi đó. Thức ăn nào cũng là cần phải ăn hết. Đoàn thực cũng phải cần, xúc thực cũng phải cần, thức thực cũng phải cần, tư niệm thực cũng phải cần. Đoàn thực là mình ăn để vô miệng, nhưng đâu có nghĩa là mình không ăn. Phải ăn chứ, nhưng mình phải ăn với tuệ giác, phải chánh niệm. Cái gì hợp với mình, cái gì không đưa đến bệnh tật, cái gì sẽ đưa đến khó khăn. Cho nên đoàn thực vẫn cần, không có đoàn thực mình chết. Vì chữ đoàn nghĩa là gì? Chữ đoàn nghĩa là tròn. Thí dụ như nếu mình nói theo văn hóa người Ấn á, thì người ta ăn, người ta lấy cái tay người ta tém, tém cái thức ăn nó tròn tròn, tròn vậy, gọn vô miếng người ta bỏ vào miệng vậy, là cũng là hình thức đoàn thực. Còn mình bây giờ là mình múc từng phần đủ cái miệng mình đưa vô, cái mình nhai nhuyễn rồi mình nuốt, thì tất cả hình thức đó đều gọi là đoàn thực hết. Như vậy thì chúng ta cũng cần đoàn thực, nhưng phải có chánh niệm. Vì không thì có những thức ăn sẽ làm mình bệnh hoạn. Rồi giờ tới xúc thực. Xúc thực là tiếp xúc. Tiếp xúc qua mắt, qua tai, qua mũi, qua miệng. Mình cần không? Ví dụ như mình muốn nhìn hình Phật thì mình phải có mắt mình nhìn. Nhưng mà vì mình tiếp xúc với hình ảnh Phật cho nên không có cái tâm gì mình khởi hết. Mình chỉ khởi tâm cung kính. Còn nếu mình tiếp xúc với một hình ảnh không lành mạnh thì cái tư tưởng khác nó gia vào. Tại vì mình nhìn hình gì thì phát sinh
cái ý tưởng đó, cái tác ý đó. Vậy cho nên phải cần có chánh niệm trong khi xúc thực. Thí dụ mình lắng nghe, mình nghe những câu chuyện người ta nói, mình phải có chánh niệm để biết rằng mình đang lắng nghe và nghe những câu chuyện, nghe mà không nghe. Nó có bốn cách nghe nha. Nghe mà không nghe là nghe người ta nói, nghe người ta nói nhưng mình biết rất rõ những cái này nó không cần thiết để mình đưa vào cái sâu sắc của nghe, cho nên chỉ nghe người ta nói thôi mà không cần lưu. Vì vậy cho nên nếu như mà mình ăn bất cứ xúc thực, tư niệm thực, còn thức thực là gì? Thức thực là mình nhận thức, so sánh, mình đem phân biệt. Vì vậy cho nên cái nào cũng là cái chuyện rất thường trong cuộc sống chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có đủ trí tuệ, tuệ giác để chúng ta soi vào mọi thứ. Giống như mình hàng ngày mình có những cái nhu cầu căn bản: ăn, mặc, ngủ, ở, đi vệ sinh. Đó là những việc căn bản của con người: ăn, mặc, ngủ, ở. Nhưng mà người có chánh niệm thì ăn, mặc, ngủ, ở đủ cái mình cần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đại chúng trước khi đi du lịch, mình có cần soạn hành lý không? Rồi quý vị có suy nghĩ mình sẽ đi bao nhiêu ngày không? Suy nghĩ bao nhiêu ngày để làm gì? Để lấy quần áo, vật dụng đủ thời gian mình đi thôi. Có ai mà soạn hành lý mà mang những cái không cần thiết trong chuyến đi mang theo đâu. Y chang như cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta phải thực tập giống như mình soạn một cái hành lý gọn, vừa đủ để chuộc hành trình bao nhiêu ngày thôi. Thậm chí một cái áo lạnh mà quá dày, chúng ta mang theo nó kinh càng, chúng ta còn để lại mang một cái gì nó gọn thôi. Thì vì vậy thì mình lấy cái ý đó, đó cũng giống như cuộc sống của mình đó. Chúng ta thu gọn những cái nhu cầu của chúng ta đó. Như hồi sáng và thưa Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái chuyện như vậy để tìm tòi ra được một bài học cho cuộc sống của mình. Phật hay dạy mình đó là sống theo cái nhu cầu cần thiết, cũng giống Pháp Hòa nghĩ mỗi lần mà đi đâu và soạn quần áo, soạn vali đó, thì Pháp Hòa luôn luôn biết là mình sẽ đi bao nhiêu ngày và cái chuyến đi này mình làm gì để mình soạn những vật dụng mình đem theo cho nó đúng với cái chuyến đi. Thì cũng y như vậy. Nhưng nếu mà nói về cái chúng ta muốn thì thôi, vô cùng vô tận. Cái mình muốn mà. Nhưng mà thật sự cái mình cần thì bao nhiêu? Rất là hạn hẹp, rất là ít, không có cần nhiều đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta thường hay quên lãng cái nhu cầu và cái tham cầu, và chúng ta bị cái tham cầu nó lôi, cho nên cái nhu cầu nó lại bị lấn. Vậy thôi. Cho nên chữ vô minh là gì? Không tỏ rõ cái việc mình. Bất cứ gì chúng ta sống trong đời này chúng ta cần á, không có bỏ gì hết trơn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết được mình đang làm gì để chúng ta chuẩn bị cho nó đúng thôi. Thí dụ tụng kinh tốt không? Tốt không? Tốt. Nhưng mà phải biết giờ để tụng. Hoặc là thậm chí quý vị tụng 2 giờ sáng cũng sao hết đó. Tại đi làm về 1 giờ, đi làm về 1 giờ khuya. Bây giờ chỉ có 1 giờ nhất, duy nhất là tụng kinh 2 giờ. Tụng giờ 2 giờ cũng chẳng có sao hết, không có sai gì hết, cũng không có sợ Phật khống chứng gì hết. Nhưng mình phải biết giờ đó bá gia, bá tánh, người nhà mình, hàng xóm người ta đang ngủ. Mình đừng có chuông mỏ gì hết, xài một cái mỏ của mình thôi. Mà cái mỏ này cũng gõ nhỏ nhỏ vậy đó, chứ không phải là chí tâm đánh lễ. Thì ngay cả không cần sử dụng chuông mỏ, chỉ tụng kinh mà trong cái thầm lặng, trong cái nhẹ nhàng, âm ba nó vừa chừng, thậm chí tụng thầm, thậm chí niệm Phật trì chú, miễn là có hành trì đúng cái thời khóa mình quy định. Nhưng tự chúng ta biết
giờ giấc, bao nhiêu người xung quanh mình. Như vậy thì cái chuyện tu tập không sai, nhưng chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta thực hiện tu tập của mình, thì người ta cho mình là vô minh. Mình tu cái người ta chống bán mình, cái nói trời ơi sao tu nghiệp nặng quá, tu mà âm binh đâu, quỷ sứ đâu xung quanh mình chống đối mình. Thì mình phải nhìn lại cách tu của mình, mình nhìn lại cách tu của mình. Mình nghe pháp thì mình cứ nghe, mà nếu mình biết khuya rồi người ta cần ngủ mà cứ dặn sùm lên hỏi mớ chi, để cho pháp âm vang dội. Đúng rồi đó, đúng nghĩa pháp âm vang dội rồi đó. Hỏi làm gì, tôi đang chuyển pháp. Người ta nghe riết ta không chịu nổi, ta chuyển phòng. Chuyển phòng không chịu nổi, ta chuyển nhà. Rồi cái mình đổ thường, nó chắc tu đổ nghiệp. Đổ là tại vì mình không biết cách, cho nên nó mới tràn lan tùm lum vậy. Cho nên cái nào cũng làm được hết. Cái gì chúng ta sống ở đời, Phật không có dạy mình bỏ gì cả, cứ sống bình thường. Nhưng cái quan trọng là mình có tuệ giác, có chánh niệm, thì làm cái bình thường đó đây là trở thành cái phi thường. Mình cứ bình thường, cứ nói chuyện bình thường. Có nhiều Phật tử nói trời gặp quý thầy nói gì sợ quý, sợ tội quá. Thôi nãy giờ đâu nói gì đâu. Thí dụ như thay vì ta phùng thành, ta đi chùa, ta nói bạch thầy, mình không biết trời đất thì nó thưa thầy cũng được nữa. Thầy lãng quạng mình thưa. Kêu thưa thầy. Thì cái chữ thưa chữ bạch nó cũng giống thôi. Nói sao Phật tử đi chùa ta nói hay quá, ta đây ta gặp quý thầy nói dạ con thỉnh thầy độ trai độ ngọ, thí dụ vậy. Ta không biết mình nói thường đi, con mời thầy dùng cơm. Thỉnh ổng cũng ngồi xuống ăn, mời ổng cũng ngồi xuống ăn, thậm chí nó ngồi ăn đi cũng được. Tức là mình đừng có ngại, mình miễn làm sao mình hiểu mình đang nói gì, từ ngữ bình thường cũng không sao hết, không cần phải bài bản gì. Có nhiều khi ta hỏi con muốn việc nọ việc kia khấn sao thầy, Pháp Hòa thường không có chỉ mấy vụ đó. Pháp Hòa nói khấn là gì, là cái lòng của mình muốn sao mình nói vậy. Còn bây giờ Pháp Hòa viết một bài cho quý vị đọc là bài của Pháp Hòa. Mình xin người khác chỉ cho mình khấn là bài của người ta, còn mình muốn khấn gì tự lòng mình, tự mình. Mình đang gặp khó khăn gì, mình muốn nguyện cầu gì, lòng mình sao mình nói y vậy. Xin Phật phù hộ cho con trai của con, nó tỉnh táo lên, nó biết lo làm ăn, lo cho gia đình đó. Mình nói chuyện bình thường vậy thôi, chứ đâu cần thầy chỉ chi mấy cái đó. Tại vì đó là giờ phút mình tiếp xúc giữa Phật với mình. Mình đưa cái lời khấn nguyện mình lên thành một cái ước nguyện. Vậy cầu nguyện là gì? Mình đưa cái tâm tư mình thành một cái ước nguyện, không cần bài bản của ai. Cho quý vị Pháp Hòa biết rất nhiều cái chuyện như vậy đó. Rồi bây giờ này bắt chước nghe, mà bắt chước nghe ông kỹ đó. Nghe Phật tử người ta chúc quý thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Bắt đầu viết vô, chúc thầy Pháp Hòa pháp thể bi an, chúng sanh vị độ, con xin cúng dường. Cúng dường là cúng cái giường á, viết chữ giường đó đó. Pháp Hòa nói Pháp Hòa mà biết người nào qua sẽ trả tờ giấy này lại, nói thiếu mền gối. Không biết chữ Hán thì thôi đi. Viết bình thường, chúc thầy sức khỏe, bình an. Viết cái câu gì mình biết đúng chính tả, mình nói đúng chữ viết chính tả. Trời ơi, nghe ta nói vậy đó, rồi cứ viết vô, đọc tôi tức cười lắm. Chúc thầy Pháp Hòa vô minh vạn tuế. Trời ơi, vô minh con ngày là muốn chết. Viết, cho Hòa viết kiểu vậy. Pháp Hòa mà bữa nào mà gom lại hết mấy cái thơ tình kiểu đó đó ha,
đọc quý vị nghe quý vị cười chết luôn. Mình đọc là mình hiểu, mình hiểu rất là muốn nổi cái bài thơ, cái bài thơ mà truyền đăng của Pháp Hòa đó, biết nghe làm sao mà thỉnh thoảng mà thấy trên mạng viết lên trật lất hết trơn, nghe không kỹ cái chữ đó, mà cái chữ mà mình viết không trúng thì nó thành cái nghĩa khác. Thí dụ như chúng sanh dị độ dê đê, chữ dị này là dễ, chúng sanh dễ độ. Còn nếu mà nói chúng sanh vị độ, chữ V, chữ vị là không thể. Thay vì nói chúng sanh dễ độ mà viết thành chữ vị là chúng sanh không thể độ. Có nhiều người nghe tên Pháp Hòa chứ cũng đâu biết là Pháp Hòa đâu, viết thầy Pháp Hòa. Kính gửi thầy Pháp Hòa. Viết xong rồi phát ra em đâu có quà gì để phát. Có nhiều khi đưa lên nói sao cô không cho em quà để em phát. Thầy phát quà. Có một cái cô đó bữa hôm đi chợ gặp cổ nè, 30 năm mới gặp lại. Trời ơi thầy phát quà, thầy phát quà. Đẹp trai tôi uổng vậy cha nội, 30 năm gặp lại đó. Nhưng mà mình sẽ lấy những cái đó làm cái niềm vui của sự tu tập. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Vi tiếu. Tiếu là cười. Vi là gì? Vi tế. Nãy giờ quý vị cười là quý vị cười hoan hỷ. Nhưng mà sau một nụ cười hoan hỷ đó, mình thấm mình lại và mình nghiệm lại cái câu chuyện, cái mình thấy lúc đó mình chỉ không cười nữa, mình sao? Mỉm cười thôi. Nhà Phật gọi cái mỉm cười mà tâm đắc á, mỉm cười mà tâm đắc gọi là vi tiếu. Thí dụ ha, mới bữa hôm có một cô chạy lên xin chụp hình. Thầy thầy cho con xin một tấm. Pháp Hòa nói không, người ta 6 tấm không à. Người ta 6 tấm rồi còn con tấm vậy. Là quý vị nghe xong quý vị cười phải không? Xong bây giờ quý vị nghiệm lại. Trong cái chơi mà có cái lý, đời người ai cũng 6 tấm. Rồi mình cười xong rồi mình nghiệm lại câu nói đó thì mình thấy sao? Tâm đắc. Pháp Hòa ví dụ chuyện đó thôi. Thì khi mình mỉm cười, mình ngẫm nghĩ, mình mỉm cười, mình lắc đầu, mình tâm đắc, thì cái lúc đó đó, mình mỉm cười lúc đó đó, thì gọi là vi tiếu. Và trong cuộc sống này có rất nhiều những chuyện đã xảy ra. Và chúng ta chỉ cần dừng lại 5-10 phút thôi để mình quán chiếu cái việc đó, mình thấy mình sẽ tâm đắc được một vấn đề. Mình sẽ tâm đắc được một vấn đề mà nhiều lắm. Rất nhiều việc như vậy. Con kính nhờ thầy giải đáp giúp con và tất cả Phật tử được biết như thế nào gọi là Phật hóa gia đình. Bản thân con là một người Phật tử rất thích nghe pháp, rất tin vào nhân quả. Tuy nhiên, mỗi lần đi chùa hoặc mở pháp ra nghe thì nhận được những lời lẽ không vui từ phía gia đình. Cái chữ Phật hóa đó, nếu mình nói cho đủ chữ là Phật hóa phổ. Thì có chữ phổ để làm gì? Để nói nó rộng rãi. Hồi xưa mình có một cái hệ thống mà ngày nay nó là gia đình Phật tử đó. Trước đó không gọi là gia đình Phật tử. Trước đó gọi là gia đình Phật hóa phổ. Nghĩa là làm sao đem Phật Pháp phổ hóa trong nhân gian, trong gia đình. Vậy thì cái phổ hóa này á, nó hóa, chữ hóa đây là gì? Là hóa độ, là cảm hóa. Cảm hóa một cách rộng rãi người thân mình bằng mọi hình thức. Thì người Phật tử, cái bổn phận của mình là Phật hóa gia đình.
Còn bổn phận của chư tăng là Phật hóa xã hội, đời sống. Tại vì mình, quý thầy truyền đạt cái ý tưởng đó, mình đem về mình Phật hóa gia đình. Pháp Hòa ví dụ, trong gia đình của mình có nhiều người chưa ăn chay được, nhưng nếu mình ăn chay mà mình không lo nấu cho các vị đó, không nên. Vì đó, cái chuyện chăm sóc gia đình đó là bổn phận của mình. Đừng vì cái việc tu hành của mình mà bỏ cái bổn phận. Mình bỏ bổn phận mình thì mình thiếu cái kết duyên với người thân, thì làm sao cảm hóa họ được. Cho nên á, cái tinh thần của Bồ Tát, tinh thần của Bồ Tát là không phải ngồi ở trên núi, mà phải đi vào trong đời để cảm hóa chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta cần có cái tinh thần Phật hóa, tức là làm sao mình đem cái tâm tư, cái giáo pháp của Đạo Phật đi vào nhẹ nhàng trong đời sống. Ví dụ gia đình chưa ăn chay được, mình vẫn nấu mặn, nấu cho các vị ăn bình thường. Nhưng bây giờ một ngày 4 món, thì trong đó sẽ có một món hoàn toàn không thịt, không cá. Thí dụ mình nấu thịt kho gì đó, mình làm một tô canh rau, tàu hũ, tức là mình len lỏi trong 3 sẽ có một món chay. Gia đình mình đốn với tiền vàng bạc rất là nhiều, không thể bỏ, đó là tập tục. Bây giờ mình sẽ đốn và mình sẽ giảm bớt đốt để tượng trưng. Gia đình mình cúng dỗ, nếu bây giờ vẫn cúng dỗ mà cúng một bữa dỗ chay, chưa thể đãi hết khách ăn chay thì cúng một bữa chay thanh đạm, còn khách thì tùy hỷ gia đình. Còn nếu mà gia đình chưa làm được, chưa chấp nhận được, thì trong các món kia cũng có món chay. Đây là Pháp mới nói chuyện ăn uống cúng quải thôi. Cái quan trọng nữa là gì? Đó là cách sống của mình. Cách sống của mình. Không phải quý vị ngồi đây mới gọi là thuyết pháp đâu. Mình thuyết pháp trong đời sống của mình, đời sống ngay giữa con người với con người, thuyết pháp này nó trực tiếp hơn, nó hay hơn nữa. Tại vì có những người họ gần mình á, cái cách sống của mình là một bài pháp. Còn cái đây không, cái này lâu lâu một lần thôi. Mà người nào thích lắm, duyên lắm mới ngồi đây, chứ không phải tổ chức là người ta ngồi đâu. Chứ cái trường hợp ngồi đây thuyết pháp mà có người nghe hiếm lắm. Mà cái đời chúng sanh xung quanh mình, họ trực diện với mình mỗi ngày, họ trực tiếp làm việc với mỗi ngày, đó là cơ hội để chúng ta truyền tải giáo pháp qua cái cách sống của mình, qua cái ngôn từ của mình. Cho nên Phật hóa gia đình bằng cách nào? Bằng ngôn ngữ, bằng cách sống, bằng cái cách mình sắp xếp cho gia đình. Những cái gì mình chia sẻ được cho ai, mình làm để cho người khác thấy. Nhiều khi người ta không nói ra đâu, nhưng mà cách sống của mình á, người ta cảm nhận được hết mình là như thế nào. Cho nên cái từ Phật hóa đó, Phật hóa gia đình rất cần. Bây giờ ta nói nè, Phật hóa tang lễ. Tang lễ cũng phải có Phật hóa. Tại sao? Mình sẽ làm tang lễ theo chánh pháp, giảm những cái ồn ào kèn trống. Thỉnh quý thầy tụng một thời kinh, nhưng mà trước khi tang, thỉnh quý thầy cho 5-10 phút pháp thoại, khai thị cho gia đình, để cho gia đình ý thức. Rồi trong cái nghi thức mình tụng, phải chuyên chở được ngôn ngữ mà người khác hiểu được mình đang tụng cái gì. Thí dụ mình tụng khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim triêu bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tảo nhất tao. Nghe rất là hay, nhưng ở dưới nó đâu hiểu mình tụng gì. Bây giờ cũng cái bài đó, mình đọc lại.
Cũng cái bài đó mình đọc lại bằng tiếng Việt. Biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người ơi mi chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Biển khổ mênh mang, biển khổ mênh mông nghiệp đã mang, hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng, hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời khỏi bờ mê bến giác sang. Thì ở dưới đó ta nghe xong, chỉ dù chỉ 5 giây tỉnh thức thôi, đúng ha, biển khổ mênh mông nghiệp đã mang, hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng, hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời khỏi bờ mê bến giác sang. Rồi qua một cái đoạn khác mình thỉnh, lúc người ta châm trà thì mình lại tổng cái, mình đọc một câu rất là hay, không có gì sai hết. Cái câu đó là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Ở dưới nghe cũng gật, nho hay, nho ngon. Nhưng nếu mình muốn Phật hóa họ hết, hồi nãy chỉ những người hiểu Hán thôi, hiểu chữ nho thôi, còn những người không biết thì ở dưới nó không có hiểu gì hết, thì bây giờ mình Phật hóa họ hết. Mình Phật hóa họ bằng một cái bài kệ tiếng Việt, cũng cái bài đó, nhưng bây giờ mình đọc bằng tiếng Việt. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Ở dưới nó gật gù, nói giờ ba bay trước, con lướt bước theo sau. Thành thử ra mình Phật hóa người ta là như vậy. Cho nên chữ Phật hóa là mình cảm hóa, không phải đợi ở bài thuyết pháp, mà mình khéo léo bằng tất cả mọi nơi. Người ta thờ ông Táo và người ta quan niệm rằng ông Táo sẽ vì người ta báo cáo, cho nên người ta không dám rút chân nhang. Người ta để chân nhang đủ hết để cuối năm người ta đốt một lần, để ông Táo đem lên trình ở trển, ở dưới này cúng bao nhiêu nhang. Rồi có một ngày nọ nhang nó phực, nó cháy, nó cháy cái nhà cái ông Táo ngồi chờ mình xây nhà khác đi báo cáo. Thì bây giờ mình nói ông Táo là gì? Ông Táo là ông thần bếp, ông thần lửa. Mà lửa là giữ ấm, lửa là giữ ấm. Vậy thì con hãy giữ ấm gia đình bằng một buổi cơm chiều có mặt cho nhau. Nhà nào còn thổi bếp nấu cơm chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mỗi người hộp cơm, mỗi người cái laptop, mỗi người cái iPad vô phòng, thì nhà đó là ở trọ, tại vì mỗi người có mỗi hướng. Như vậy thì cái ông Táo đó là nhắc nhở mình giữ lửa. Giữ lửa là giữ ấm gia đình. Cho nên mình làm sao mình Phật hóa được gia đình theo cái khéo léo của mình, mà không cần phải qua hình thức tu hành gì hết. Có nhiều Phật tử nói, ồ, tôi ở nhà trọ không có chỗ thờ Phật. Pháp Hòa hỏi, có chỗ treo bức tranh Phật không? Dạ có, treo bức tranh đi, khỏi thờ. Khỏi có phải đèn, nhang, bông trái gì hết, treo bức tranh Phật thôi. Rồi mỗi lần đi ngang xá Phật, hay thậm chí cúi đầu. Tại vì cúng Phật có 6 cách cúng. Cúng Phật có 6 cách: cúng nhang, cúng đèn, cúng hoa, cúng trái, cúng nước. Bây giờ cái bàn thờ mình không có thì năm cái này đâu có chỗ để. Thì mình thực hiện cái cúng cuối cùng, đó là đảnh lễ tang thạc. Cho nên mỗi chiều mình tụng kinh đó, mình cúng Phật bằng cách là mình
ca ngợi Phật rồi mình đảnh lễ, đó là cúng đó, đó là một trong sáu cúng đó. Tại vì mình để bông trái mọi thứ lên rồi cuối cùng phải thi cái lễ cuối cùng là gì? Bắt đầu đảnh lễ. Đảnh lễ để nói lên con dâng các cái thứ này lên cúng. Vậy thì cái mình đảnh lễ là cái cốt lõi, cái quan trọng. Học cái hạnh của Phật cho Phật hóa đời sống của chúng ta. Pháp Hòa rửa hình Phật Thích Ca nhỏ nhỏ chừng gang tay. Sinh viên đại học, các em nó đi du học hay là ở chỗ ký túc xá, Pháp Hòa cho mỗi đứa tấm hình nhỏ nhỏ vậy. Con không có chỗ thờ trong trường đó, con để ngay bằng bằng học của con. Lúc nào con cũng nhìn thấy Phật và con biết rằng Phật có mặt bên con. Mình Phật hóa một đứa nhỏ, Phật hóa một đứa nhỏ. Và khi nào đi học, thật sự mình cũng bận lắm, nhưng mà vẫn dặn nó một câu: tụi con đi học, có gì cần liên lạc email cho thầy. Rồi tụi con cần chia sẻ, mình biết nó xa cha xa mẹ, mình biết nó không có gia đình ở đây, hoặc là thậm chí mình biết nó là những đứa tinh thần yếu kém. Dù mình rất bận nhưng vẫn cúng dường cái câu nói đó: nhớ liên lạc thầy khi cần. Tại mình sợ nó lầm đường lạc bước, mình sợ như vậy. Cho nên mình cứ nói, mình cứ nói là mình sẵn sàng có mặt khi nó cần. Cho nên thưa đại chúng, mình kết duyên với chúng sanh là sao? Nếu mình lúc nào cũng từ chối thì mình không đủ cái kết nối. Cho nên mình tặng cho người ta một ly nước cũng kết duyên. Người Hoa người ta nói, người Đài Loan người ta cúng dường cho sư, người ta nói vậy đó: con xin kết duyên với quý thầy. Chứ người ta không có dùng cúng dường, kết duyên thôi. Để chi? Để đời đời được gặp Tăng Bảo. Pháp Hòa chia sẻ với mấy thầy, Pháp Hòa thì ở tận Canada, ít khi nào được dịp, mà thậm chí có những bậc tôn đức mình rất kính trọng nhưng đâu mình được được gặp đâu. Các ngài lần lượt theo Phật hết rồi, Pháp Hòa cũng chưa được gặp. Mặc dù từ nhỏ mình rất quý kính quý ngài, cho nên mỗi lần mà quý ngài mất á, Pháp Hòa đảnh lễ. Giống như Hòa Thượng Tinh Vân vừa rồi ngài tịch á, cái Pháp Hòa mở YouTube cái lúc mà đưa ngài đi trà tỳ, Pháp Hòa ngay cái bàn làm việc của Hòa, Pháp Hòa quỳ xuống và đảnh lễ ba lạy, cung tiễn ngài ở từ xa. Và con nguyện đời đời kết duyên với Tăng Bảo. Quý vị có thể làm việc đó được. Mình đi ngang, cho Pháp Hòa dặn là đi, mình đi đâu đó, đi ngang cái ngôi chùa, không vô được, xe đi ngang thôi, chắp tay lại, hướng về ngôi chùa xá xuống. Dù không bước được xuống vô chùa, nhưng trên tuy mình đi xuống quê, từ ở Sài Gòn xuống Cần Thơ, Sóc Trăng vân vân, có thể mình đi ngang những ngôi chùa. Cũng giống như ở đây quý vị đi thăm viếng, thời gian gần đây quý vị có thể đi ngang những ngôi chùa, không thăm viếng được, cứ hướng về đó xa. Làm như vậy, mình Phật hóa cái tâm mình, Phật hóa cái cách sống của mình. Lâu ngày nó thuần rồi, đời sống của mình không cần nói nhiều, nhưng mà cách sống của mình nó sẽ làm nhẹ người khác. Ta thấy Phật trong đó. Cũng giống như người ta làm thơ á, mà người ta đạt rồi, trong thơ có nhạc. Không biết quý vị có cảm được điều đó không? Trong thơ mà mình đọc thơ người ta mà mình nghe được tiếng nhạc. Trong nhạc có thơ. Rồi có những giọng hát người ta hát, mà trong tiếng hát của người ta có thơ, có đàn ở trong đó. Tại cái âm ba của họ. Cho nên Đức Phật không phải tự nhiên mà Ngài huân tu Ngài mới được. Thì chúng ta cũng thế thôi chứ có gì khác đâu. Thí dụ như ngày nay mình thuộc kinh nhiều cũng phải huân tu, nhờ không lãng phí thời gian vào những việc khác, để thời gian mình vào cái việc kinh điển sách vở. Sao người đó có thể bình tĩnh được như vậy? Tại người ta để thời gian vào sự thiền định. Còn mình mà rảnh lúc nào cứ đem ra quẹt,
Có nhiều khi không có chuyện gì làm, selfie một cái thôi, rồi cái mình quăng lên Facebook nói em đang ở đây nè, tối nay buồn quá có ai rủ đi chơi không. Ta lúc nào mình cũng kiếm sự bận rộn, mình ít khi nào mình đủ khả năng ở một mình. Lên xe là sợ cô đơn, vừa vô chưa kịp đề xe nữa, hay là vừa đề xe nó chưa kịp ngồi ngay ngắn là bật cái nút mở nhạc lên rồi. Vừa về tới nhà thôi bật cái tivi lên rồi, vì lúc nào cũng không thể chịu được sự yên ắng. Không có tội nha, không có tội gì hết, cái đó không có tội lỗi. Nhưng nếu mình muốn có được sự định thì buộc lòng mình phải hy sinh cái này, giảm cái đó. Quý vị nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng nếu mà nói lợi ích, huân tập được bao nhiêu? Được 5 phút thôi. Vì 5 phút sau là mình thầy đưa mình vào giấc mộng nha. Cho nên thầy mới nói con ơi hãy ngủ, thầy hầu ru đây, thầy sẽ đọc thơ Huy Cận cho mình nghe. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng cái sự lợi ích nó được bao nhiêu là tùy vào cái cách mình ngồi hay là mình nằm. Cho nên đây là một câu hỏi rất hay và cái điều rất cần thiết là chúng ta làm sao cái cách sống của mình. Quý vị đi hành hương trong một chiếc xe bus, có thể trong chiếc xe bus này chỉ có 5 Phật tử thuần thành thôi, còn bao nhiêu còn lại là những vị người ta chỉ muốn đi du lịch, đi thăm viếng thôi. Vậy thì 5 người đó phải có bổn phận sống như thế nào để Phật hóa 45 người còn lại. Hành hương mà, mình hành như thế nào để tỏa hương của định, của giới, của niệm. Cho nên mình, đó là bổn phận của mình. Bổn phận của mình là làm sao Phật hóa. Pháp Hòa nhớ nhà thơ, hình như nhà thơ Trụ Vũ, ông có 4 câu rất hay. Hình như là Pháp Hòa nhớ không sai là tại nhà thơ Trụ Vũ. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. 4 câu rất hay. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật. Cái Đức Phật có một cái phiến tâm rất hùng mạnh. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Hùng nhưng mà không cứng nhắc, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Tại nhạc ai cũng thích hết á. Vậy thì cũng cái hùng mạnh đó, nhưng nó đi vào trong một khúc nhạc nhẹ nhàng. Để làm chi? Để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Một lời nói của mình giống như một dây đàn khải lên. Một cái cách sống của mình cũng là độc huyền cầm, nhưng cái đó nó đủ khả năng làm cho người khác tỉnh thức nhẹ nhàng. Bài thơ rất hay và rất có ý. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Hải triều âm là tiếng sống, nói rất nhẹ nhàng nhưng nó đủ khả năng nó làm chấn động người khác, thì cái đó là hải triều âm. Cho nên trong phẩm Phổ Môn á, phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Có những lời nói rất nhẹ nhưng nó làm đủ khả năng nó làm tỉnh một con người, thì lời nói đó nhẹ mà lại hải triều âm. Hùng mà không cứng ngắc, trong nhẹ nhàng như một nốt nhạc, rất tuyệt vời. Thì cách sống như vậy là chúng ta Phật hóa, nhờ chúng ta có huân tập để chúng ta Phật hóa chính mình, Phật hóa người thân, Phật hóa xung quanh.